Hello, xin chào tất cả các chị em đã đến với phiên live của em Trân của tối ngày hôm nay. Thì em Trân cũng ít live cũng trong thời gian từ Tết tới giờ rồi, do cái tình hình là live nói chuyện tư vấn khách nhiều quá nên cái cổ nó bị khan á mọi người. Nên tất cả chị em mình nếu như mà nghe có khó nghe thì cả nhà mình thông cảm cho em Trân ha. Nên hôm nay em Trân sẽ dành ít thời gian lên để giao lưu và tâm sự cùng tất cả các chị em mình. Thì trong thời gian vừa qua có rất là nhiều khách hàng đã yêu thương em Trân và đã ủng hộ rất là nhiều sản phẩm. Nhưng mà em Trân không có lên live á, thì có nhiều chị em mình cũng đang thắc mắc là sao không thấy em live lâu quá, rồi chia sẻ những cái cách để mà mình sử dụng, rồi chia sẻ những cái cách mà mình có thể là xử lý những cái giai đoạn mà trong giai đoạn sử dụng tái tạo á. Thì hôm nay thì chị em mình hãy có thể là nán lại ít phút để cùng em Trân mình có thể giao lưu và lên đặt những cái câu hỏi mà hiện tại mình đang gặp phải á, thì để em Trân sẽ hỗ trợ chia sẻ cho mình ha. Rồi thì đầu like thì em Trân chia sẻ sơ lược cho chị em mình biết thêm về một số thông tin của sản phẩm kem BX. Có một số chị em mình nhầm lẫn giữa cái kem BX này và kem chống nắng, để chị em mình hiểu thêm sâu về sản phẩm để mình sử dụng, để áp dụng trong cái quy trình sử dụng sản phẩm nè, hoặc là sau khi mình dưỡng ha. Đầu tiên thì em nói về công dụng của cái sản phẩm này để giúp cho chị em nào mà thích có một, nói chung là muốn sở hữu ngay một cái làn da sáng, và làn da chị em nào dễ bị lão hóa nè, khô nè, có những cái sắc tố nè đó, một số chị em nào thích sử dụng về những cái dòng sản phẩm kem giữ ẩm chuyên sâu và nuôi dưỡng những cái tế bào đang ở giai đoạn lão hóa, mọi người lưu ý nha. Và những làn da nào đặc biệt là có sắc tố thì em này sẽ là trong những cái sản phẩm lý tưởng để chị em mình lựa chọn đầu tay. Chị em nào muốn sở hữu làn da sáng thì hãy chọn ngay em này, vì tính chất của em này có những thành phần đầu tiên nói là chính của sản phẩm, đó là thành phần niacinamide 4 đến 5% giúp cho làn da của cải thiện được những vấn đề sắc tố. Ở đây cái thành phần này có thể hỗ trợ nè, ức chế được sắc tố và giúp cho làn da của mình được sáng hơn. Ức chế ở đây là nhằm ức chế cái tế bào mẹ melanocyte và làm chậm quá trình sắc tố melanin sản sinh, mọi người lưu ý ha. Và những tình trạng nào sắc tố trên bề mặt da thì sẽ giúp cho làn da của mình sáng hơn. Vì lý do tại sao em Trân hay khuyến khích chị em mình sử dụng kem BX, vì em này có kết cấu rất là sánh đặc nha, nhưng mà thoa lên bề mặt da thì nếu như chị em nào có làn da mụn nè, làn da mà có nhờn, dầu nhờn nhiều, thì em tính chất niacinamide này nó sẽ kiểm soát được cái quá trình cái lượng dầu trên bề mặt da của chị em mình luôn. Và khi sử dụng thì chị em mình nhớ đối với da dầu là mình phải làm sạch, còn đối với những làn da khô, da lão hóa thì mình sẽ sử dụng kem này thì tuyệt vời lắm nha. Hello lớp nha, cảm ơn chị nhiều nha, Tết về ai cũng khen da em. Ok, cảm ơn em rất nhiều nha. Thăng tiến. Rồi bây giờ sẽ quay lại trực diện cho mình xem cái kem BX cho chị em mình xem có chị em mới mà mình chưa sử dụng á. Đây là cái hũ kem BX của em Trân. Dùng hũ này là hũ thứ hai rồi nha. Hũ này hũ thứ hai, mà hũ thứ hai này nó cũng xuống một ít rồi. Đây, chất kem bên trong em Trân sẽ dơ thẳng cho mọi người xem, nó sẽ đặc dạng đặc, nó cũng tựa như dạng nén nha. Nhưng mà chị em mình đừng có lo lắng về vấn đề là dạng nén, là cái kem không chất lượng không. Sản phẩm ở đây là rõ thành phần, từ hoạt chất nồng độ rõ ràng trên sản phẩm, trên hộp, in trên bao bì, chị em mình có thể kiểm tra giúp em. Và một cái sản phẩm có một cái thương hiệu nhãn hàng rõ như vậy thì chị em mình an tâm sử dụng, không phải là sản phẩm kém chất lượng. Rồi, thứ hai nữa là khi sử dụng, ở đây là kem. Kem thì nói chung là tỷ lệ có người này thích hợp, có người kia sẽ không thích hợp, nhưng không hoàn toàn ở đây là sản phẩm này nó sẽ gây ra những tình trạng kích ứng hoặc gì không nha. Nó sẽ phù hợp cho mọi loại da, nhưng có người thì sử dụng về làn da của mình trực tiếp da nhờn thì mình chịu khó gì làm sạch thông thoáng lỗ chân lông trước khi mình bôi lại. Còn có một số chị em làn da nếu như mà khô và da bắt đầu có những cái hiện tượng như là sắc tố, như là nám tàn nhang, thì chị em mình sử dụng vô tư và sử dụng kết hợp thêm cho em, đó là serum phục hồi để giúp cái độ ẩm nó được tối ưu hơn. Rồi bây giờ em sẽ cho mọi người xem cho chị em mình xem cái chất kem đây. Chất kem đặc nha, nhưng mà cái đặc ở đây nó không có phải là dạng cứng nén, như nó rất là mềm mại. Rồi để em chấm lên mặt cho mọi người xem. Đây, khi chấm lên bề mặt da, cảm giác đầu tiên sẽ cảm nhận đó là cái độ mát của cái chất kem này. Thứ hai nữa là mình sẽ cảm nhận cái độ thẩm thấu rất là tốt. Em Trân sẽ thoa cho mọi người xem luôn ha. Đây, khi mình thoa lên bề mặt da nó sẽ không hề lộ vân kem và nâng tông nhẹ cho chị em nào thích có làn da sáng như em Trân. Đây, đối với làn da chị em nào sáng thì nó sẽ nâng tông nhẹ, còn đối với những chị em nào có làn da tông hơi trầm thì nó sẽ hơi sáng hơn một xíu, nhưng không hề lộ vân kem, giúp cho da mình căng bóng như thế này, được chưa? Đó, giúp cho chị em nào mà đang ở cái thời tiết mà nếu như mà nói chung là ở thời tiết bây giờ hiện tại là nóng đúng không? Thời tiết nóng á, thì chị em mình thoa lên để làm gì? Bảo vệ làn da. Và khi sử dụng chị em mình lưu ý nha, lọ chị đang cầm bao nhiêu tiền một lọ thế?
Dạ em mới vừa ghim trên màn hình là 380k. Sản phẩm này là hiện tại mọi người vào trong giỏ hàng xem cái lượt đánh giá nè. Và cái lượt sao của bên em là 4.2 sao nha mọi người. Sử dụng rất là tuyệt vời. Một hộp như vậy mà mấy chị dùng có thể lên đến khoảng 2 tháng, 3 tháng cũng không chừng. Tùy theo chị em mình thoa ít hay thoa nhiều nha. Đó. Khi mà sử dụng cái em này á thì mọi người không có lo lắng về vấn đề là kem này bôi lên rồi da tôi có bị mỏng hay không, có bị kích ứng hay không, có bôi kem được hay không, vì da của tôi trước đó dùng nhiều sản phẩm nhưng nó không thích hợp. Chị em mình an tâm vì thành phần niacinamide là trong những có hoạt chất giúp hỗ trợ giảm viêm, điều tiết dầu nhờn và giúp có khả năng ức chế được sắc tố và giúp cho làn da của mình sáng, nên chị em mình không phải lo lắng về vấn đề da tôi khó sử dụng kem không. Đảm bảo với chị em mình luôn, được chưa? Tại sao em chăng đi một tháng mà có thể lên đến cả ngàn hộp như thế này? Vì sao? Chất lượng nó quá ok rồi. Nếu như không có chất lượng thì mọi người đâu có sử dụng nhiều như vậy. Thì mọi người cứ chị em mình cứ tính đi, một tháng em đi 1.000 hộp thì 1 năm em đi bao nhiêu, đúng không? Chất lượng thì khách hàng người ta mới quay lại mua. Và không chỉ mua một sản phẩm này đâu nghe mọi người ơi, mà khách hàng còn lựa chọn thêm nhiều dòng sản phẩm nữa. Hello, em chào chị Cẩm Tú. Rồi, những làn da nào có dầu nhờn nhiều nè, rồi những làn da nào khô nám, đặc biệt là làn da trên 25 tuổi là bắt đầu cái thiếu hụt collagen cái da của mình, thì mình nên hỗ trợ thêm đó là serum căng bóng, serum phục hồi giúp em chăng. Serum thì thường thì đa dạng trên thị trường, có khá là nhiều về dòng serum, nhưng mỗi một dòng serum nó có mang tính chất và những cái hoạt chất trong sản phẩm đó nó mới quan trọng nha mọi người. Serum thì bản chất serum nào nó cũng cấp ẩm, nó cũng cấp nước, nó cũng gì cũng căng bóng hết, nhưng cái serum nào để mang lại cái hiệu quả mà nó giúp phục hồi cho làn da đó là một cái serum rất quan trọng nha. Rồi bây giờ thì kem bí này nếu như chị em nào đặt thì nhớ vào trong, tranh thủ vào trong giỏ hàng để xem thêm một số thông tin về sản phẩm này. Quên, lúc nãy em nói một cái gợi ý cho chị em mình để chị em mình đừng có nhầm lẫn về cái sản phẩm này với sản phẩm kem chống nắng. Chị em đang xem á, nhớ tim vào màn hình giúp em Trăng ha, cho em Trăng có thêm những cái động lực. Của chị em nào chưa follow thì nhớ follow em Trăng lại nha. Nói chung là tắt tiếng từ hôm bữa giờ, hôm nay là mới nói được hơi hơi là mới mới lên live á, chứ nếu như mà em nói chuyện tiếng em không ấy là em lên live cùng chị em mình rồi. Rồi, cái sản phẩm này không hoàn toàn thay thế chống nắng nên mọi người lưu ý nha. Nên khi mà mình thoa một lớp kem này rồi thì nếu như chị em có tiếp xúc với ánh nắng thì nhớ tiêu UV hay là bóng đèn điện hay là những cái nơi vật dụng xung quanh của mình, từ gì ánh sáng tiêu UV, điện thoại, máy tính, hoặc là mình tiếp xúc với ánh nắng, bóng đèn, thì mình nhớ thêm thoa thêm giúp cho em đó là một lớp kem chống nắng để giúp bảo vệ cho làn da của mình tối ưu, được chưa chị em? Vì em này thì có khả năng làm sáng, ức chế, giảm viêm và làm dịu những cái tác động do môi trường bên ngoài lên bề mặt da, nhưng không hoàn toàn thay thế chống nắng. Mọi người lưu ý giúp em ha. Và em này có khả năng làm giảm nguy cơ tổn thương cho da, bảo vệ da cháy nắng, được chưa? Ở đây là giúp cho làn da của mình khi mà bị trường hợp bị cháy nắng đó, thì em này có khả năng phục hồi cho mình đó, nên mình sẽ có thể là sử dụng thêm một lớp chống nắng để an toàn nha. Rồi đối với một cái dòng kem dạng đặc như thế này thì khi mà mình sử dụng lại lần thứ hai, thứ ba, nói chung là khi mình bôi lại là mình phải làm sạch giúp em nhớ, lưu ý nha, phải làm sạch thông thoáng lỗ chân lông. Vì cả ngày mình làm việc, cả ngày mình tiếp xúc như vậy, thứ nhất là môi trường bụi bẩn, không khí quanh ta, vi khuẩn trên làn da của mình vẫn có chứ không phải là không có, lợi khuẩn, vi khuẩn đều có hết. Nên khi mình bôi lại một cái sản phẩm để giúp thẩm thấu tốt hơn là mình phải làm sạch da nha. Có một số chị em sử dụng kem không không chịu làm sạch da, cái xong cái quay lại hỏi em là em ơi sao chị bôi lúc 10 ngày đầu, 15 ngày đầu da chị nó rất là đẹp, sao tự nhiên cái hôm nay nó nổi một hai con mụn, một hai con mụn, là mấy chị mình phải xem lại con mụn đó do cái nội tiết bên trong hay là do cái cách chăm sóc của mình. Thì khi mà em hỏi lại thì mấy chị lại không làm sạch da, chị bảo là nào giờ chị dùng kem chị chưa bao giờ dùng sữa rửa mặt hay làm sạch gì cả. Nên cái này là mình tâm sự và chia sẻ cho chị em mình, nên lưu ý về vấn đề này giúp em ha. Đó, rồi còn về sử dụng chống nắng, để khi mà mình phủ lên lớp kem này rồi thì chị em mình có thể dùng nước tẩy trang làm sạch, sau đó sử dụng thêm một lớp serum. Serum bên em chị em mình dùng nói chung là mình sẽ hạn chế được một cái bước, đó là bước toner. Vì trong cái sản phẩm serum của bên em là nó đáp ứng đầy đủ hết cho chị em mình, nên chị em mình có thể rút ngắn được cái giai đoạn đó. Rồi em sẽ chia sẻ thêm tiếp tục về cái kem này một xíu, rồi em sẽ qua cái dòng sản phẩm mới để chị em mình tham khảo. Còn cái kem này một số chị em mình sử dụng trong quá trình tái tạo, vì em biết một số chị em mình nhiều khi cái điều kiện kinh tế, nhiều khi mấy chị chỉ đủ mua là một bộ combo tái tạo thì ok chị em mình vẫn dùng không sao, nhưng nếu như mà mình xác định sử dụng phương pháp tái tạo thì mình nên hỗ trợ thêm giúp nhất là cho em thêm một cái lọ kem này ha, một cái lọ kem này, vì trước sau vì mình cũng dưỡng đúng không,
bản chất mình sử dụng tái tạo là mình phải hiểu là à, mình sử dụng cái phương pháp tái tạo này để làm gì, nhằm mục đích để làm gì. Có một số chị em mình nhiều khi sử dụng theo cái kiểu là cảm hứng, truyền hứng mà không biết là à, mình dùng cái này để làm cái gì, à, cái mục đích của mình, điều kiện của mình là mình à, dùng cái tái tạo này để làm gì. Đó, mình dùng phương pháp tái tạo này là hỗ trợ loại bỏ những cái lớp sừng thô ráp trên bề mặt da, cản trở cái sự hấp thu của dưỡng chất mà mình bôi thông thường hàng ngày, và có những làn da bắt đầu lão hóa. À, bắt đầu lão hóa thì lúc này da của mình nó không tăng sinh tế bào mức độ kém, làm làn da của mình bị xỉn màu. Và có những trường hợp ở độ tuổi lão hóa thì da của mình sao gây ra tình trạng đồi mồi nè, nám. Cái đó là quy luật tự nhiên, không thể nào mình có thể nào mà cản trở được. Nhưng mình có thể dùng phương pháp tác động từ bên ngoài bằng những cái sản phẩm như thế nào, thì đó là một cái phương pháp tái tạo. Nhưng mà có một số chị em mình lại sử dụng chỉ biết là bôi à, không biết rồi cái sản phẩm này dùng thời gian bao nhiêu ngày ngưng, rồi không biết dùng tái tạo này để làm cái gì. Chỉ thấy người ta dùng bôi lên thấy da nó mịn quá, nó sáng quá. Có người dùng thì sao, ồ da nó đỏ quá. Có người dùng thì sao, ồ sao da tôi nó đen thui vậy, nó không giống như cái chị kia, nó không giống như thế này đó. Nên em sẽ một xíu em sẽ nói về vấn đề tái tạo, vì em nhận rất là nhiều câu hỏi và comment của chị em mình, nhưng trong số đó chị em mình mua sản phẩm chưa có được hỗ trợ kỹ về sản phẩm này và phương thức tái tạo là như thế nào, được chưa? Rồi bây giờ chị em nào thích em cả tư vấn hoặc chia sẻ về cái sản phẩm nào và quy trình nào, chị em hãy mạnh dạn để lại comment phía dưới, em Trân sẽ nói về chủ đề đó cho chị em mình. Tại vì lâu quá không có lên like á, nhiều khi không biết là cái nhu cầu của chị em mình là cái gì. Rồi em quay lại nói về cái này nha. Kem bếp này, trong quá trình tái tạo, vì lý do tại sao em hay kêu chị em mình mua thêm cái lọ này, vì cái quá trình khi mà mình bong ra đó nha, là cái tế bào non của mình, à phải không, tế bào trên cùng là tế bào bảo vệ làn da, mà bây giờ nó được lấy đi rồi, đúng chưa? Thì tế bào mới được thay thế, tế bào mới lúc này chưa có trưởng thành, giống như một cái đứa trẻ mới sinh ra, đúng không? Thì sẽ được bảo vệ bằng cái gì? Sản phẩm tái tạo. À, nhưng mà không phải là chỉ một hạt chất tái tạo có thể hoàn toàn là đối với tất cả các loại da nó có thể đáp ứng được hết 100%. Giống như một cái loại sữa mà không thể nào mà cho tất cả mọi em bé nó có thể là phù hợp. Đó, có nhiều khi em bé này nó thích hợp với sữa di lắc, có người sức bé thích hơi thích hợp với Enso, nói chung là đủ thứ, đúng không? Đó, thì làn da của chị em mình cũng phải vậy. Nên lúc này mình sẽ hỗ trợ thêm một cái hoạt chất sản phẩm này để giúp đáp ứng ở đây, là trong cái sản phẩm này lúc ngay từ đầu em đã nói rồi, thành phần niacinamide là trong những hoạt chất có thể giúp cho làn da chị em, đặc biệt là những cái tế bào mới, giảm tình trạng phản ứng viêm của làn da. Vì tế bào mới lúc này thì tế bào nó rất là còn non, nó phải được bảo vệ, che chắn, nuôi dưỡng chuyên sâu. Chị em nào có làn da mỏng thì phải kết hợp thêm sản phẩm cao lạnh phục hồi. Còn da chị em nào muốn sáng thì làm ơn sử dụng thêm kem này giúp em. Và cách thức bôi hoa như thế nào, nó phải tùy thuộc vào từng giai đoạn. Chứ ở đây không thể nào mình đem khuấy cùng với một cái sản phẩm khác mà bôi lên bề mặt da là hoàn toàn. Mọi người sẽ nên lưu ý vấn đề này giúp cho em Trân nha. Rồi bây giờ là em nói về vấn đề tiếp theo, đó là tại sao dùng em này. Vì em này có khả năng, vì tế bào mới được sản sinh ra, tế bào đang đỏ, đang yếu thì cần được bảo vệ, làm sáng và ức chế cái sắc tố. Nếu như chị em nào có nám tàn nhang thì mọi người cũng biết rồi, bản chất của sắc tố melanin được hình thành từ cơ thể của mình, nó quyết định màu da, quyết định tóc quyết định cái màu sắc trên làn da. Có người tông màu hơi lạ, làn da tiếp nhiệt hơi sạm nè, có người thì làn da nâu, có người làn da đa số người do áo của mình sao tông da thì đa số là nó không có được trắng như nước ngoài đâu. Nhưng mà mình do mình gì? Mình sử dụng kem, sử dụng dưỡng, sử dụng nói chung là nhiều cái mỹ phẩm đó. Bây giờ khi mà mình bóc tách ngay như vậy, đúng không? Nếu như gặp các chị em nào có làn da tông màu sáng thì ok, nó không có gây ra tình trạng bị sạm da. Nhưng đổi lại một số chị em có tông màu trầm, là em nói là cái người mà nước da không được sáng đó mọi người ha, thì lúc này sao? Sắc tố tỷ lệ nó rất là dễ sạm. Và đặc biệt là chị em ở cái độ tuổi lão hóa và da mỏng. Rồi lúc này chị em bóc ra đi thì sao? Da nó rất là dễ sạm. Nên bắt buộc chị em mình hãy bôi thêm một cái lớp kem này cho em, cộng với một lớp serum tái tạo cho em, thì đảm bảo nó được cái yếu tố đầu tiên là da của mình nó không có sạm trở lại nè. Cái thứ hai, nó được nuôi dưỡng che chắn và nó giúp cái quá trình không có bị phản ứng viêm. Vì cái quá trình mà tái tạo được diễn ra, mọi người cứ nghĩ đi, một cái lớp tế bào sừng trên cùng nó phải mất 28 đến 35 ngày nó mới trưởng thành, đúng không? Nhưng trong thời gian 5, 7, 10 ngày mình đã bóc nó ra rồi, thì có phải là cái giai đoạn nó rất là dễ bị phản ứng viêm, đúng không? Thì lúc này có phải là mình cần có một cái sản phẩm nào nó đáp ứng được những cái giai đoạn đó? Thường thường mấy chị cứ để ý, có những làn da sao hay là hỏi là sao da chị bong ra hôm nay sao tự nhiên chị thấy nó nổi li ti nè, hoặc là chị cảm thấy nó đỏ quá, hoặc là có những chị em hỏi là sao tự nhiên da chị thấy nó sần sần vậy, nó nổi hột vậy, đúng không? Đó là cái quá trình tái tạo của làn da đang diễn ra. Bình thường cơ chế làn da của mình là cơ chế tái tạo, chứ không phải là sử dụng sản phẩm nha. Nói tái tạo là mấy chị sợ đâu, không phải đâu mấy chị ơi ha. Đó, nên
bây giờ mình cần phải sử dụng thêm sản phẩm là nó như vậy đấy. Rồi, có chị em nào thắc mắc về sản phẩm này hay không? Rồi bây giờ em nói sơ lược về sản phẩm cao lạnh tái sinh này cho chị em mình hiểu thêm và tại sao cần phải sử dụng thêm cái em cao lạnh tái sinh này. Thì lúc trước thì em có chia sẻ với chị em mình có một cái video em nhớ rất là rõ là cái em này sẽ hỗ trợ phục hồi cho tế bào da, đặc biệt là tế bào mới, và em này sẽ giúp tổng hợp tăng sinh tế bào collagen và elastin, và em này cũng là một cái màng tạo ra cái hàng rào bảo vệ cho làn da, được chưa? Khi mà cái tế bào trên cùng được bóc tách ra và cái độ pH của làn da tự nhiên của làn da của mình, thì lúc này thì em này sẽ là cái sản phẩm đưa vào để cân bằng độ pH, để giảm cái tình trạng phản ứng viêm và giảm cái tình trạng gì bị để lại sẹo nè, rồi tăng sắc tố nè, thâm sạm nè, và nhằm mục đích nữa là em này sẽ hỗ trợ về vấn đề sẹo mà đang những cái chị em nào mà đang bị tình trạng sẹo mà chấm sẹo á, cần làm đầy mô nhanh thì nhớ sử dụng thêm cao lạnh này cho em. Và em nhớ là cái video này trước em có chia sẻ là chị em mình sử dụng thêm cao lạnh một tuần khoảng 2 đến 3 lần vào ban đêm để làm gì, làm mặt nạ ngủ á, mọi người nhớ không? Mặt nạ ngủ á thì vẫn sử dụng như vậy, nhưng mà cái em này thì sau này em sẽ khuyến khích cho mọi người là khi dùng trong quá trình tái tạo xong thì nếu như còn thì mình sử dụng dưỡng tiếp tục, khi nào hết thì mọi người nhớ chuyển sang sản phẩm dưỡng khác, thì mình không có ưu tiên sử dụng em này mỗi ngày, lưu ý nha. Và khi sử dụng em này thì nó sẽ tạo ra một cái màng lipid của làn da chống lại các gốc tự do đó, và em này sẽ phục hồi cho những cái tế bào mới vừa được sản sinh ra, vừa được thay thế bởi một cái lớp cũ đã được bóc tách rồi, bị bóc tách rồi đó. Nên khi mình dùng em này nó sẽ là một cái dạng keo ra, nó reo chứ nó không có phải như là dạng kem mỹ, dạng kem nén nha mọi người. Nên mình thoa với một cái liều lượng vừa phải và dùng, thì mình sẽ sử dụng kết hợp trong quá trình tái tạo, trong quá trình tái tạo, nhưng dùng em này để đúng theo giai đoạn, thì mọi người sẽ lưu ý cái vấn đề này rất là quan trọng nè. Trong mai hả, em đã tái tạo da sản phẩm Phương Anh rồi, giờ em đang dưỡng nhưng da em bị mỏng, chỉ máu, em xài cao lạnh được không chị? Trong mai ơi, nếu như mà làn da của em mà đã từng tái tạo mà chị không biết là da của em trước đó bị nổi chỉ máu rồi em dùng phương pháp tái tạo, thì bây giờ em hỏi là em có dùng cao lạnh dưỡng để phục hồi hay không, đúng không? Hay là da của em lúc trước bình thường, khi em dùng sản phẩm tái tạo mà da em nổi mao mạch, em muốn dùng thôi, nó sẽ có hai ý nghĩa. Nếu như chị nói luôn nè, nếu như mà đầu tiên mà da em mỏng á, em dùng tái tạo á, nó không cải thiện nhiều, thì nói chung là nhiều khi cái mao mạch của em bị nổi mao mạch bẩm sinh, hoặc là nó có một cái gen di truyền nó là bẩm sinh đó, và nhiều khi em dùng cái quy trình đó nó không đáp ứng đủ những cái sản phẩm để cho làn da em dày lên. Còn cái yếu tố thứ hai nữa là nhiều khi da của em dày mà em nói em dùng tái tạo mà da em bị mỏng nổi mao mạch, thì em phải xem là cái quy trình của em dùng nó có đúng hay không, nó sẽ có hai cái giải đáp như vậy. Còn bây giờ hiện tại thì em hỏi là có dùng cao lạnh này để giúp cho làn da của em hiện tại bị nổi mao mạch như vậy có phục hồi được hay không, thì theo chị nha, thì theo chị em nên sử dụng cái sản phẩm serum phục hồi nha, serum phục hồi, và em này em có thể sử dụng nhưng một tuần em chỉ sử dụng khoảng 2 lần. Và em nên sử dụng sản phẩm nào để giúp cho da em dày hơn, khỏe hơn, thì nó sẽ gồm có 2 sản phẩm nè. Một là serum là phải có rồi đúng không, 2 đó là cao sâm nhung, 3 là kem bay ít. Em có thể lựa chọn 3 cái sản phẩm đó em phục hồi cho làn da của em để da của em nó dày nó khỏe hơn, được chưa? Da em lúc chưa tái tạo cũng bị mỏng nổi chỉ máu rồi chị, đúng rồi. Thì thường á, ví dụ như quy trình mà đối với những cái người mà có làn da mỏng yếu nổi mao mạch mà khi mà mình dùng tái tạo á, nếu như cái người điều trị cho em hoặc là em dùng sản phẩm đó em phải được tư vấn kỹ á, khi mà em dùng trong quá trình tái tạo em nên cấp dưỡng vào trong cái giai đoạn mà em tái tạo luôn, thì giúp cho da em nó rất là dễ khỏe hơn là khi mà em tái tạo xong em dưỡng. Đó là điều lưu ý cho tất cả các chị em nào muốn dùng sản phẩm này để cải thiện làn da mỏng nè. Ha, có một số chị em nói là thôi để chị tái tạo xong đi rồi chị dưỡng. Thật sự em rất là tôn trọng những cái ý kiến của chị em mình, nhưng vì lý do chị em mình chưa có được tư vấn kỹ, em nói luôn, cái quá trình khi mà mình bong ra như thế này á, làn da của mình nó non, nó dễ hấp thụ được sản phẩm dưỡng lắm mấy chị ơi. Mấy chị thoa luôn cả phục hồi cho em đi, đó là phương pháp nuôi cái da từ gốc đó, là nó giúp cho làn da mình nuôi dưỡng ngay từ ban đầu. Nhưng không phải sản phẩm dưỡng nào nó cũng đáp ứng hoàn toàn 100%. Quan trọng mấy chị lựa chọn có đúng chưa, quan trọng mấy chị dùng có đúng thời điểm hay chưa, nó lại là một cái câu hỏi và cái câu trả lời rất là nhiều chị em chưa có xác thực được cái vấn đề này nữa nè. Đó, em nói luôn, vì có một số chị em bảo là chị dùng đủ sản phẩm hết của bên em rồi, sản phẩm phục hồi, sản phẩm nào chị cũng mua hết, 7-8 thứ chị cũng mua hết. Chị dùng cũng cùng một lúc với tái tạo mà sao da của chị vẫn không khỏe như em nói. Em nói thật với mấy chị nha, mua nhiều
nhưng quan trọng mấy chị dùng đúng cái thời điểm nào và cái cách thức mấy chị dùng tái tạo nó phải đúng nữa thì nó mới tra ra kết quả, chứ không phải là nhiều khi mà mình nói dùng nhiều chứ nhưng mà mình dùng không đúng nó cũng không có cho ra kết quả. Em dám khẳng định một điều như vậy vì em là cái người nhận khách hàng rất là nhiều, em nói thật luôn, cái kết quả khách hàng bất cứ một cái kỹ thuật hay quy trình nào em cũng nắm rõ hết đó. Quan trọng là khi mà vì em hay nói rồi, mỗi một người sẽ có một cái bệnh lý tiết da nè khác nhau. Tiết da em, tiết da khô, da em mỏng bẩm sinh đúng không, chị kia cũng mỏng nhưng mà chị kia mỏng là do yếu tố chị dùng kem trộn hoặc là kem kém chất lượng, nó sẽ là một cái tình trạng da khác nhau. Bệnh lý của chị là nám nắng, bệnh lý của em là nám nội tiết, hai hoàn toàn khác nhau, và quy trình dùng sản phẩm thì nó cũng y nhau nhưng mà cách thức bôi thì nó lại khác nhau hoàn toàn đó. Nên tại sao mà cái vấn đề mà tại sao em bên em không biết sản phẩm bán cho khách hàng là nó nằm ở cái như vậy đó thật, chứ không phải là bên em không biết được hoặc là bên em không thấy được, nó hoàn toàn khác nhau. Hôm nay có thể là em sẽ nhìn vào cái trạng thái da hôm nay khách hàng như vậy thì sao ngày mai em có thể là căn chỉnh lại cho khách hàng dùng. Giống như mọi người cứ tưởng tượng mà nếu như chị em nào đã từng đi điều trị ở da liễu và mấy chị đã từng am hiểu về dược mỹ phẩm, khi tại sao mấy chị dùng phải được kê đơn của bác sĩ và nồng độ của cái sản phẩm, tỷ lệ của sản phẩm nó đưa lên bề mặt da nó phải đáp ứng theo từng giai đoạn đó nữa, chứ không phải đơn thuần mấy chị là da đó dùng như vậy, da đó công thức vậy 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 dùng y như vậy, chị chỉ cần dùng một chai này. Ồ, nói vậy thì bác sĩ người ta cũng tự ra như vậy người cho dùng khách hàng dùng không đâu, cũng giống vậy đâu mấy chị. Như hôm nay tại sao có một số chị em là thích cái mist đúng không? Em vừa làm cái video mist đó, mấy chị em vào xem mua cái sản phẩm mist như em nói đó, đảm bảo được chất lượng, sản phẩm công ty đến tay của mình sao? Nó nguyên đai nguyên kiện, mình biết được mình đang dùng sản phẩm gì bôi lên mặt, đúng không? Đó. Mình biết sản phẩm gì mình bôi, mà được cái thì sao? Hôm nay công ty có một cái chương trình chát mã vạch để cho chị em mình tổng được 10 sản phẩm trong một quý, chị em mình sẽ được gì? Được một tế bào gốc sản phẩm mới siêu đỉnh của công ty, mà kể cả người phân phối thành người giám đốc kinh doanh như em cũng không được sở hữu nữa, chỉ có dành cho khách hàng thôi mấy chị đó. Mấy chị mua mít thì nó làm gì mà có được cái mã vạch đó, và mấy chị biết là sản phẩm nó sản phẩm gì đúng không? Nhưng mà với cái sản phẩm nguyên đai nguyên kiện như thế này sẽ có gì đầy đủ hết, được chưa, an tâm chưa? Hiện tại em xài kem đêm, serum kem đêm ngày, xài serum kem dưỡng mấy ít vị cao xâm nhung xài được không chị? Rồi, đối với da em mỏng á thì kem đêm em dùng cho chị một tuần khoảng một lần thôi, được chưa? Những ngày em không dùng kem đêm em sẽ bôi serum cộng với cao cao xâm nhung cho chị, được chưa? Đó, em sẽ bôi cái hai sản phẩm đó vào, rồi còn ban ngày em xài thêm serum rồi kem bờ ít chống nắng đó, em sẽ bôi lại như vậy nha. Chị có dâu dâu tây ơi, em ghép tin nhắn nha, ghé tin nhắn thì chị hỗ trợ cho nha, tại hiện tại trên live có rất là nhiều nên nên mình không có thể nào mà nói show ra đây được cả, nên thông cảm. Hiện tại em da gỗ chấm một lần hiệu quả không chị? Là chị em mình vào cái nhanh À, mình còn Phương Trinh ơi, cái gì? và chị em mình vào nhanh cái nhanh mình có cái lúc còn nó còn đỏ. À, hay là mình vào trang cá nhân trên đầu á, có thấy cái nút đỏ đỏ bấm vào đó, bấm vào đó là sẽ tìm Nguyễn Văn nha. Phương Linh, Phương Trinh bảo là da chấm gỗ một lần có hiệu quả không chị? Hiệu quả nha, sẽ có cải thiện, nhưng ở đây mình nói luôn, cải thiện nó tùy thuộc vào tình bệnh lý da của mình, tình trạng da của mình. Ví dụ như tình trạng da của mình là trước đây mình có điều trị rồi đúng không, da mình nó mỏng hay là dày nè, rồi da của mình sẹo rỗ lâu chưa, rồi sẹo rỗ của mình là sẹo rỗ gì, nó mức độ cải thiện nó phụ thuộc vào cái tình trạng da của mình nữa, chứ không phải là nói chung là mình dùng là sẽ có cải thiện nhưng mà ít hay nhiều nó phụ thuộc vào như vậy. Hiện tại đêm Trăng Mai ơi thì mới vừa trả lời cho em rồi nha. Phạm Ngọc Thêm bảo là chị ơi em đang xài tái tạo Phương Anh, mình nên xài dưỡng nào vậy chị? Phạm Ngọc Thêm bảo là đang xài tái tạo Phương Anh, mình xài thêm dưỡng nào vậy vậy chị? Là ý là mình đang trong quá trình sử dụng sản phẩm tái tạo thì mình xài thêm dưỡng nào đúng không? Xài thêm dưỡng nào kết hợp trong quá trình tái tạo hay là sau khi tái tạo? Tại vì hai cái nó sẽ khác nhau nha. Trong quá trình tái tạo á thì mình chia sẻ luôn. Đối với cái chị em nào mà mức điều kiện kinh tế thấp nhất, ở đây mình nói nha, thấp nhất thì mình có thể hỗ trợ hai sản phẩm này. Còn nếu như chị em nào có điều kiện hơn một xíu nữa thì mình cũng tùy nha, da của mình là da khô hay da nhờn. Nếu như mà da nhờn thì mình sẽ sử dụng hai sản phẩm này vẫn được. Còn nếu như da khô thì mình có thể hỗ trợ thêm serum phục hồi. Ủa đâu rồi? Đây, thêm cái serum phục hồi này nữa và kể cả tinh chất phục hồi cấu trúc da. Đây, đó là ba cái sản phẩm này. Ba cái sản phẩm này. Đó. Còn đối với cái trường hợp nám chân sâu thì mọi người hỗ trợ thêm đó là tinh chất bạc gốc nám tàn nhang.
đó là dành cho chị em nào có điều kiện kinh tế và muốn cải thiện làn da của mình tốt hơn, muốn cải thiện được cái sắc tố đó, được cái cải thiện mức độ cao hơn một xíu, thì mình xài thêm tinh chất bạc cốt nám. Vì tinh chất bạc cốt nám thì giá là 1.300.000, nên nó nhiều khi trên like cũng có một số chị em mình nếu như quan tâm về cái đó thì có thể tìm mình. Còn nếu như mà mình đặt ở trên like thì mình có thể vào mình tham khảo những cái sản phẩm này. Mình sẽ bốn cái sản phẩm này mình có thể sử dụng trong quá trình tái tạo nha. Và sau khi tái tạo, mọi người lưu ý nè, bốn cái sản phẩm này sau khi tái tạo thì mình có thể sử dụng luôn để dưỡng, nhưng mà chỉ riêng em này là hết rồi, là mình không lấy nữa. Còn ba cái sản phẩm này là mình sẽ hỗ trợ thêm chống nắng và kem đêm thôi, còn những cái sản phẩm này thì mình vẫn bôi trong quá trình tái tạo 7 ngày rồi. Bây giờ nè, ví dụ như da 7 ngày bong ra rồi đúng không, 7 ngày bong ra rồi thì mình sẽ nè dùng hết được bốn sản phẩm này luôn. Mình sẽ dùng luôn, tái tạo là mình đã bong rồi thì mình chỉ hỗ trợ sử dụng một ngày 1 đến 2 lần vẫn được, thật sự luôn. Dùng như vậy thứ nhất đảm bảo không sưng cho khách hàng nhiều, cũng không đỏ nhiều, mà da nó lại cực kỳ khỏe. Là khỏe như thế nào, mọi người sẽ được nuôi dưỡng này. Ban ngày thì mọi người sẽ bôi ít nhất cho em một lớp kem cộng một lớp tái tạo, ban đêm mình có thể bôi bốn cái sản phẩm này không sử dụng tái tạo, được chưa? Ok, đó là cách em chia sẻ nhanh nhất gọn nhất cho chị em mình bôi. Thì dạng lỏng mình sẽ bôi trước, tới dạng vừa vừa, tới dạng đặc là đi ngủ thoải mái lắm, không có sưng. Em bôi tái tạo cũng mấy chị có thấy không, căng căng thôi chứ cũng đâu có sưng đâu, đúng không? Nó chỉ căng, cái mặt em nó tròn hơn xíu thôi, bong rất là nhẹ nhàng, không khô không ngứa, tối nó vẫn có độ ẩm, đi ngủ thoải mái nhẹ nhàng. Tái tạo như vậy thì người ta mới tái tạo chứ, tái tạo mà bây giờ da nó ngứa nó khô khó chịu thấy mẹ luôn, người sao chịu nổi, đúng không? Còn mà mấy chị nào mà nói mít tái tạo mà không không ngứa không khô không ấy là cái đó nói điêu, em nói thật. Đang bong vẫn có thể rửa mặt đúng không chị? Không ạ. À, đang bong thì rửa mặt bình thường chứ, bên mình là khách hàng cho sau 2 tiếng là khách hàng bill đều rửa mặt được, và sau 1 ngày, sau 8 tiếng đều rửa mặt được bình thường, nếu muốn rửa giờ nào rửa thoải mái, không có nhất thiết là phải hạn chế vấn đề rửa. Vì da của mình phải hiểu nè, thứ nhất tính chất công việc, thứ hai nữa tiếp da của mình khi mồ hôi nó ra cộng hưởng với môi trường bên ngoài đó, thì mọi người cứ nghĩ đi, cứ bôi chồng chất như vậy sao mà chịu nổi, rồi thêm tiếp xúc với cái môi trường mà làm việc nữa thì sao mà chịu nổi đó. Cái làn da của mình khi rửa mặt bôi sản phẩm ra rồi, ra ngoài không khí bao nhiêu cái vi khuẩn nó nằm ở trên da, cái bàn tay của mình nó vi khuẩn ở trong những cái đầu ngón tay này. Tại sao mọi người Bộ Y tế được khuyến cáo cho khuyến khích mình là để gì, rửa tay bằng xà bông đó, mọi người thấy không, rửa tay sạch liên tục nè, chạm lên da mặt nó cũng có là vi khuẩn lên đó, nên mình sao phải gì phải làm sạch rồi bôi lại. Chứ bây giờ mình cứ bôi chồng lên như vậy thì nó không có tác dụng lên cái qua cái lớp mà mình vừa bôi dày như vậy đâu mọi người ơi, nó chỉ bôi lên đây, nó thấm lên cái lớp da mà mọi người đang bôi dày cui lên đây thôi, chứ nó không có cái tác dụng gì xuống với cái nền da của mình bao nhiêu hết á, nên nó chỉ là hao, gọi là hao cái chi phí của mình thôi. Cái đó là em nói thẳng. Cao xăm nhung giá nhiêu chị yêu? Cao xăm nhung giá bao nhiêu hả? Cao xăm nhung giá bao nhiêu để chị ghim cho em nha. Còn không biết là hôm nay nó có được trợ giá không để chị ghim nha. Nhiều khi những khách hàng mà mua hàng của bên anh Trăng á, nói chung là biết cái tính cách của Nguyễn Trăng, chia sẻ nhiều khi có hơi, nhiều khi có lúc hơi nói hơi cao trào một xíu, nên chị em mình thông cảm nha. Tại vì cái này là mình tư vấn cho khách hàng, là mình dành những cái gì mà nó cho khách hàng nó, bởi vì khách hàng yêu thương anh Trăng là như vậy đó. Ủa đâu rồi, chúng ta xong nhau rồi đấy. Kiếm muốn chết rồi. Để ghim cao xăm nhung lên cho em xem coi nó có được trợ giá không nha. Mình nói chung mình tư vấn chân thật, mình nói chân thật, mình làm chân thật, kết quả chân thật thì khách hàng mới gì yêu thương ủng hộ lâu dài, đúng không? Mình nói điêu nói dốc nói láo tư vấn xạo được cho mình rồi mình sẽ bị mắc lặp quá, nên em không bao giờ làm những việc đó. Thật có sai em nói vậy, ví dụ khách hàng đồng ý sử dụng nào tái tạo lại sao, em nói luôn cho khách hàng bong da như vậy chị có sử dụng được hay không, tính chất công việc chị có thể sử dụng được hay không đó, chị ngại về vấn đề gì thì em sẽ hỗ trợ về vấn đề đó cho chị đó. Chị sợ sưng đúng không, em hỗ trợ về phương pháp không sưng cho chị sợ về vấn đề ngứa khô đúng không, chị đồng hành cùng em đi, em hỗ trợ quy trình nó sẽ giảm thiểu tình trạng tối đa. Còn về vấn đề ngứa là vẫn phải có, nhưng mức độ nó nhẹ thôi, chứ mà nói hoàn toàn, mà nếu nói 100% về không ngứa là không có đâu. Trời ơi, cái da của em mà nói thật sự em dùng dược mỹ phẩm thôi mà nó còn ngứa nữa, huống chi là tái tạo này, đúng không? Vẫn phải ngứa nha. Thật sự chị tư vấn rất kỹ và có tâm luôn. Tại vì biết sao không? Chị làm bên không riêng về sản phẩm này, chị làm kể cả dược mỹ phẩm, chị làm kể cả khách hàng tại spa, chị làm dược mỹ phẩm mà. Và kể cả khách hàng nào mà thích vô đi, làm điều chỉnh vô đi muốn nhanh, muốn hiệu quả mà lại tiết kiệm được chi phí, chị vẫn làm Yodi. Vì chị cảm nhận được cái sản phẩm Yodi này nó mang lại những cái giá trị và hiệu quả cho khách hàng rất là cao, mà lại giúp cho khách hàng tiết kiệm được chi phí rất là cao đó.
và khách hàng ở xa mình cũng có thể điều trị được. Nên cái này là mình tư vấn từ tâm, nên khách hàng thích thì yêu thương thì mình tư vấn kỹ cho khách hàng, là mình phải cho khách hàng hiểu là một cái là dùng mỹ phẩm như thế nào và một cái là sản phẩm này nó như thế nào, khách hàng đồng ý cái nào thì mình cho khách dùng. Nhưng mà tối ưu nhất Nguyễn Trân phải cập nhật, phải tìm, phải nói chung là phải, không phải nói về cho nó dắt óc đó, mỗi ngày luôn á, để làm cái cách nào, phương thức nào để cho khách hàng dùng mà cải thiện. Thứ nhất là giảm thiểu được cái chi phí cho khách hàng, thứ hai nữa rút ngắn thời gian, thứ ba nè giúp cho da khách hàng không bị mỏng yếu sau khi tái tạo. Nó là một cái quá trình không đơn giản đâu mọi người, phải hiểu về da, phải hiểu về gốc da, phải hiểu về cái cấu tạo của da, phải hiểu về sắc tố đó, phải hiểu về hoạt động của sản phẩm khi trên làn da nữa, chứ không đơn thuần mọi người cứ nghĩ là à cái sản phẩm này mọi người bán đầy trên thị trường, chị ơi em mua về em dùng đầy. Đồng ý, đồng ý đó thật. Nhưng mà mọi người tỷ lệ mọi người 100 người thì chỉ có bao nhiêu người thành công với cái liệu trình của mình, đúng không hả? À, Ngọc Mai Võ bảo là em đang tái tạo một tháng rồi vẫn còn bong da. Rồi bây giờ sẽ tư vấn kỹ hơn về cái vấn đề bong da nè. Ủa quên, nãy ghi cái này chưa bao nhiêu quên này. Cái cao sóng nhung là 520k, hình như là có được hỗ trợ miễn ship không ta? Em mời em xem giúp chị nha. Rồi ok. Em tái tạo được tháng rồi vẫn còn bong da. Cái bong da thì bây giờ nè, chị sẽ chia sẻ để xem coi em gặp cái trường hợp nào ha. Thường thì nó sẽ có rất là nhiều vấn đề lắm, nhưng mà chị chia sẻ thử coi em xem coi em nằm ở trong cái vấn đề nào nha. Thứ nhất là khi mà em sử dụng cái quá trình bong da đầu tiên, đối với da của em là cái, ví dụ như chị nói là cái mức da của em là nó không có quá dày quá khỏe ha. Chị nói cái này là chị nói, em cứ xem coi rồi em comment lại cho chị thử coi xem coi là nó có đúng một phần nào hay không nha. Đầu tiên là cái cấu trúc da của em á là nó không dày, không quá khỏe. Khi em dùng phương pháp, chị không biết là em có peel hay không, chị không cần biết, nhưng khi ở mức độ có thể là nó bong nhiều, nó có thể là bong nhiều. Khi bong nhiều này, cái quá trình này nè, em phải biết được là mình cần phải giảm, và em phải biết được là em phải đưa sản phẩm dưỡng vào. Nhưng nhiều khi cái hai cái giai đoạn này nó lại thiếu, nó chưa có đúng ha. Cái thứ hai nữa, sau khi cái không biết là cái mốc thời gian của em dùng, ví dụ như bây giờ nó tầm cái giai đoạn khoảng 27-28 ngày, nếu như em ngưng em chuyển sang dưỡng thì ok, là lúc này da của em nó cũng không còn bong nữa. Nhưng có thể là em dùng qua 28 ngày đó, em có thể là dùng tầm 30 ngày đi, thì em lỡ em ngưng, thay vì em dùng có thể 35 ngày nhưng em ngưng ở giai đoạn này, thì bắt đầu nó sẽ bắt đầu còn 5-6-7 ngày sau thì bắt đầu nó sẽ bong 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 bong, cho đến khi nào mà cái liệu trình tái tạo đó nó diễn ra nó sẽ kết thúc thì da em nó mới hết bong. Nhưng không phải là hoàn toàn hết bong 100%, có những da sẽ không hết bong nếu như em sử dụng cái bộ sản phẩm mà em đang dưỡng đó nó đáp ứng đúng theo cái tiết da của em thì nó mới hết bong. Còn nếu như ví dụ như bây giờ chị nói nè, da em đang bong, nhiều khi em dùng thêm cao lạnh nè, dùng thêm kem đêm nè, em bôi, nói chung là hoặc là tinh chất bật gốc nè, đó thì chị nghĩ nó sẽ bong tiếp tục, nó không có hết bong đâu. Em đang xài sản phẩm dưỡng gì em có thể comment phía dưới đi, chị xem coi, chị sẽ căn chỉnh lại cho em, và em xem coi những cái mà chị vừa chia sẻ trên đó em có mắc phải những cái giai đoạn đó hay không ha. Rồi em đang xài sản phẩm dưỡng gì để chị xem coi sản phẩm đó em có nên tiếp tục dùng hay không, và cái căn chỉnh của em là nên dùng như thế nào để cho da của em nó giảm thiểu tình trạng bong nó. Vì cái làn da của em hiện tại nó bong như thế này á, nếu bong mà không được bảo vệ, không được che chắn, không được cung cấp dưỡng nhiều tốt á thì sao, thì nó cũng không phải là biện pháp tốt đâu thật ha. Nên em có thể comment phía dưới. Em xài serum collagen, ngoài serum collagen ra còn cái gì nữa, còn sản phẩm nào hay không, hay chỉ có một mình serum? Nếu như em sử dụng chỉ có serum không là lại là một cái thiếu sót nữa đó nha. Em phải comment phía dưới là xem coi còn dùng thêm sản phẩm nào hay không, da đang bong như thế này. Serum là một phần cấp ẩm cho da, nhưng phải có kem khóa ẩm để giữ ẩm cho làn da. Không thì nó bốc hơi, nó bay ngược ra thì da em nó lại càng khô hơn. Càng khô hơn thì nó lại càng bong nhiều hơn. Vì tính chất của em này có thành phần... thêm một cái thành phần dừa, có cái thành phần kể cả niacinamide nè, rồi hero HA nè, rồi kể cả hyaluronan nè, đó là thành phần của thằng citric acid này, nó cũng có thành phần là bong da nhẹ nè. Nên em phải ấy nha, em phải xài serum, lại em phải xài thêm lớp kem giúp chị nha. Phải xài một lớp kem 3x khóa ẩm đi. Rồi ban đêm em có thể sử dụng thêm một tuần khoảng 2 lần kem đêm để cho nó nhanh lấy đi những cái tế bào bong 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 trên bề mặt da, tế bào chết đó, nó làm sạch đi. Rồi sau đó em đưa cái dưỡng chất vào, rồi sau đó em khóa ẩm lại, và ban ngày nhớ xài thêm lớp chống nắng, được chưa? Để bảo vệ làn da, chứ không chỉ dùng một cái loại serum thông thường không đâu. Serum là nó khi mà em đưa vào trong làn da nó thẩm thấu sâu, xong sau đó nó sẽ bắt đầu nó sẽ căng cái da em lên, đúng không?
Lúc này em sẽ có một cái lớp kem phủ lên để làm gì, giữ lại cái lượng ẩm đó dưới da, nó nuôi dưỡng. Mà bây giờ em không có khóa ẩm lại thì nó sẽ hút ẩm ngược trở ra, thì da em nó căng, nó khô, nó sẽ bong tiếp tục. Nhớ nha, phải lưu ý vấn đề đó. Em thấy nó cứ bong hoài, nó bong hoài mà em không dùng sản phẩm thì sao được. Nó bong hoài tất nhiên nó đang biểu hiện da em nó đang bị khô, nó đang bị thiếu nước, nó cần phục hồi, thì em phải đáp ứng đủ cho nó thì nó sẽ không có bong nữa. Em hiểu ý chị nói không? Nên có một số chị em mình lại có cái suy nghĩ như này nè. Nói chung là cũng không phải là do mấy chị nữa, tại vì nhiều khi mấy chị chỉ là người dùng sản phẩm, mà mấy chị cũng đâu phải là người bán hay là người chuyên gia hay là có người am hiểu về sản phẩm. Có những người kinh khen người ta cũng chưa biết hết những cái quy trình hoặc là cái thao tác nữa. Thật, em nói thật luôn, có nhiều chị dễ thương lắm luôn, kể cả mà em hướng dẫn cái bột rửa mặt thôi mà mấy chị cũng chưa có thể là làm được hoàn toàn, mà phải chính tay em hướng dẫn luôn á mọi người. Nó dễ thương cực kỳ như vậy. Vì lý do tại sao? Tại vì những chị em đó người ta chỉ là quan tâm tới những cái kinh tế, hoặc là người nào giờ người ta cũng chưa có từng làm đẹp nhiều, cũng không có phải ai cũng giống ai. Nhưng mà đây, về cái vấn đề á, cái người bán cho mình nó rất là quan trọng. Nó quan trọng một phần là gì không? Nhiều khi cái sản phẩm đó mà mấy chị không hướng dẫn, không tư vấn cho khách hàng, người ta biết đường đâu mà người ta làm, biết đường đâu đâu mà người ta sử dụng, người ta biết đâu mà người ta, đúng không? Thật mà, có nhiều khi đây nè, cái bột rửa mặt em nói đi nói lại trên live em nói là bột rửa mặt khi mình làm sạch, nhưng mà mình không có lạm dụng mỗi ngày mình rửa như vậy. Nếu như da chị nào quá nhờn nhiều thì mình có thể dùng một ngày một lần và nhớ cấp ẩm lại cho da. Còn nếu như làn da nào mỏng khô yếu thì nhớ là một tuần chỉ sử dụng 1 đến 2 lần giúp em, không có rửa mỗi ngày. Nhưng mà một số chị em mua sản phẩm không được tư vấn, hoặc là cái người bán không tư vấn, rửa nhanh để làm gì, người ta bán được nhiều sản phẩm. Còn em không có phải như vậy. Em ở đây không phải là nói về vấn đề em là người tốt hay là cái người kia nó chưa có được tốt, không phải ở đây, mà nhiều khi sơ ý, thật sự luôn, thật sự luôn đó. Rồi biết đường đâu mà sử dụng, các bạn trời ơi, cái con bé kia nó bán sản phẩm nó không có tư vấn cho chị là làm, chị rửa mỗi ngày da của chị nó khô lên, nó bong lên như thế này, mà nhiều khi cũng không nói được cái người bán nữa. Nhiều khi người ta tư vấn cho mấy chị mà nhiều khi mấy chị lại gì quên. Nó cũng phải nằm theo, nhiều khi cũng có nhiều yếu tố nữa chứ không hoàn toàn là cái người bán nữa. Nhiều khi cả bản thân em, nhiều khi em tư vấn cho khách hàng em dặn á là bôi cái lớp đó trước tới lớp kia, em nhắn luôn tin nhắn, em nhắn luôn thoại, em nhắn luôn cái công thức bằng chữ luôn, cái tấm em rất là kỹ. Tại sao mà một trang dép lào của em mà 5.000, hiện tại hình như là 3.000 mấy hay sao á, không 3.000 mấy, 3 trang mà bên em tới 3 4 người tư vấn không phải là một mình em đó. Mấy chị nghĩ đi, cái lượng khách của em đâu phải là ít đâu nó này nè, đó, mà mấy chị nghĩ em chỉ sơ suất một phát hạn chế cái từ đó nó đi, bây giờ nó đã đánh luôn rồi, nó làm quá thì nó hốt luôn á. gì hả Ờ, sorry sorry nói thôi đi, chung thay mình đổi đi thay đổi. Chị tư vấn cho em xài loại nào á, rồi để chị ghim lại cho em nha, tội nghiệp ghê á. Serum thoa xong, thoa lớp kem khóa ẩm, kem bay ít lúc nãy chị chia sẻ ngay từ đầu like đó rồi nha, ban ngày nha, chống nắng. em đi em Thôi bây muốn giờ để chị ghim cái bộ 4 sản phẩm đi, em thấy thiếu sản phẩm nào thì em vào đó em. Nhưng bây giờ em muốn chị lên cả bộ hay là em muốn chị lên đơn giản cho em thôi, vì theo điều kiện kinh tế của em nữa, thì bây giờ chị cứ lên cả bộ đi rồi em xem coi mình điều kiện mình có đủ thì em vào em lấy hết cả bộ, còn nếu như điều kiện em chưa có thì em có thể là nhấp vào mua từng sản phẩm cũng được nha. Chống nắng đâu rồi, lấy cho em mũ chống nắng luôn đi, em đi mũ bốn. Chống nắng Làm cái rồi, không biết nữa, công ty đang 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 mấy hàng của cái kem chống nắng nè. Rồi ghim luôn nha, đây chị ghim luôn cho em nha. Ok, ôi ôi, cái bộ này 1.640.000 mà hôm nay được nhà bán hàng trợ giá cho chị em mình đó, free ship luôn. Trời ơi, không tranh thủ mua là tiếc lắm luôn á, lâu lâu mới có cơ hội, hình như chắc lâu lâu em lên em like hôm nay chắc chắc được nhà bán hàng hỗ trợ đó, chị em mình tranh thủ nha. À, cái đầu tiên là khi rửa mặt làm sạch xong bằng cái rêu rửa mặt độc ong dịu nhẹ của nhà Yodi đầu tiên, sau đó mình sẽ lau khô, nhưng mà lau ở đây không phải lau khô gan luôn, chừa một cái lượng ẩm trên bề mặt da, lượng nước ẩm ẩm á, là serum nó cần có nước, nó hydrat hóa, mọi người lưu ý nha. Và lỗ chân lông của mình khi mà mình làm ướt á mọi người, nó sẽ giãn nở ra đúng không đó, nên mình sẽ tận dụng cái này. Tại sao có những chị em mà xài serum rất là hao, có những chị em xài thì rất là lâu, là cái kiểu này nè. Đừng bao giờ rửa mặt, đừng bao giờ lau mặt khô hoàn toàn 100% mà chừa cái lượng nước 10% trên da cho em, thật luôn, em chia sẻ luôn, 10% nước trên da đi. Rồi lấy serum này nhỏ đúng 1 điểm 2 điểm 3 điểm vừa thôi, là đừng có vừa vừa nhiễu vừa thoa như thế này, của đâu mà tha nổi. Nếu như mấy chị có điều kiện thì mấy chị cứ thoa, còn cái này là em tư vấn cho chung hết nha. Rồi mình tán nhẹ đều ra, xong tán ra xong dùng tay vỗ như thế này cho em, vỗ cho serum nó có cái độ massage, người vỗ như nè, nó thẩm thấu sâu mà làm cho săn cái cơ của mình lên luôn đó. Sau đó dùng kem BX khóa ẩm này thoa lên, thì đối với da của em á thì cái chắc chắn
là lần đầu tiên em thoa thì em sẽ cảm nhận là nó sẽ còn hơi bị khô tại vì nó đang bong mà. Không sao, cứ không sao em. Một ngày em có thể bôi buổi sáng, buổi trưa cho chị. Rồi tầm khoảng 5 ngày sau cho chị, da bắt đầu nó nó cải thiện vấn đề khô. Em thoa thêm một lớp chống nắng nữa là buổi sáng nha. Đây là chống nắng này. Chống nắng này nó có những cái tính chất. Trời ơi, dán luôn cái băng keo vô đi. Nó dính xanh lè này gì. Tao quay về này đi. Nó dính. Đây chống nắng có thành phần lô hội dịu nhẹ giúp mát da trong cái thời tiết hanh khô như thế này thì mình dùng luôn lớp chống nắng để bảo vệ da em nha. Rồi ban đêm em xài cho chị một lớp serum, một lớp kem đêm này thì những cái tế bào mà nó đậm trên bề mặt da kem đêm nó sẽ giúp làm sạch rất là nhanh, lúc này da em bắt đầu trả lại làn da của em nó sẽ căng bóng rồi đó nha. Và nhớ là kem đêm này một tuần chỉ sử dụng 1 đến 2 lần thôi em nha, còn những ngày không sử dụng kem đêm này vẫn sử dụng serum và kem base rồi được chưa. Ok, bộ 4 sản phẩm em. Nói chung chị tư vấn như vậy là cách sử dụng luôn rất là dễ cho em gái ơi. Nếu ok dễ thì nhớ vào bấm vào giỏ hàng đặt ngay nha. Em dùng như chị hướng dẫn đi, khách bên chị là nói chung là sẽ nhanh hết bong và nhanh trả lại làn da của mình, cho da của mình nó căng bóng, nó khỏe, nó sáng nữa chứ không phải là căng bóng không đâu mà nó sáng nữa. Cái bộ này là 900k nha, chị em nào mình sẽ săn ngay trên live giúp em nha. Rồi. Free ship luôn. Rồi chị em nào mình đặt được hàng rồi thì nhớ comment lên em để bên em lưu lại thông tin của khách hàng để bên em hỗ trợ cho chị em mình nha. Rồi da chị em nào mỏng nổi mau mạch, khó sử dụng kem mà đặc biệt là những cái làn da bị nhiễm corticoid. Thật ra nói nhiễm corticoid thì nói thoảng ra cũng không phải đúng hoàn toàn 100% nữa, mà phải nói là do lạm dụng sản phẩm kem chứa corticoid dẫn đến bào mòn và yếu những cái tế bào da của mình thôi, dễ bị mẫn cảm đó, như vậy nó sẽ đúng hơn chứ không có gì gọi là nhiễm hết rồi ha. Cái thứ hai nữa, làn da nào mỏng đỏ yếu, và thứ ba nữa là những cái làn da nào mà mình muốn dùng cái phương pháp tái tạo nhưng mà mình nghe nói về tái tạo nó sưng nó đỏ nó khó chịu lắm và mình đi làm văn phòng hoặc tiếp xúc đông người thì mình lại ngại về vấn đề đó đúng không, thì em sẽ chia sẻ cho chị em mình cái cách để mít an toàn. Và khi mua sản phẩm thì phải một lưu ý nè, mình dùng sản phẩm chính hãng, mình đặt niềm tin vào sản phẩm đúng không, mình tìm hiểu thành phần tỷ lệ của sản phẩm thì mình mua về nhà nó cũng phải đầy đủ nguyên đai nguyên kiện, giống như mấy chị đi đến spa mấy chị làm đẹp có nhiều chị rất là kỹ, em dùng cái sản phẩm gì lên da khách hàng là phải được gì đưa cho khách hàng xem kỹ đàng hoàng sản phẩm đó là sản phẩm gì, không phải là một cái sản phẩm không có tem không nhãn mác mà đưa lên da cho khách hàng dùng mà người ta dùng đâu, em nói thật. Vì có rất là nhiều khách hàng đến bên em cực kỳ, nó là đúng chứ không phải là sai, nhưng bản chất em làm ngành nghề cũng phải là như vậy, đó là đúng, tại vì khi mà cái mặt tiền của người ta rất là quan trọng, dùng cái gì lên da cũng phải gì cũng phải cho người ta biết đúng không, chứ bây giờ chị chọn chị làm gì chị đưa người ta dùng rồi lỡ có ảnh hưởng gì sao, chị chịu trách nhiệm nhưng mà cái da tôi có thể lấy lại hoàn toàn được hay không, đó mới là quan trọng. Rồi bây giờ nè, mấy chị nghe nói đến dòng sản phẩm tái tạo hiện tại được rất nhiều chị em tin dùng ở đây là vì lý do tại sao, nó quá hiệu quả đúng không, hiệu quả nhưng mà hiệu quả như thế nào mà chị em mình phải dùng đúng đủ và đúng cái pháp đồ đối với làn da của mình nữa, chứ không phải là hiệu nói có nhiều chị dùng mà sao mà tôi dùng nó đâu có cải thiện giống như chị nói đâu, không nha. Tại sao em Trân đi được nhiều như vậy thì em Trân sẽ đúc kết và chia sẻ cho chị em nè. Đầu tiên mua sản phẩm công ty là phải biết sản phẩm nó có dở có hợp giúp em được chưa, đến nhà rồi người bán tư vấn cho mình cách sử dụng như thế nào thì mình sẽ biết được sản phẩm đó như thế nào được chưa, cái lưu ý nhất. Và sản phẩm đó phải mua chính những cái nơi phân phối của công ty để đảm bảo đầu tiên là chất lượng của sản phẩm, thứ hai nữa là gì mình biết tìm ai còn tìm ai nữa, rồi thứ sau nữa là mình biết được cái người đó có chuyên môn hay không, họ có am hiểu về sản phẩm hay không và công ty có chịu trách nhiệm với cái sản phẩm đó hay không nữa. Nhưng mà khi mấy chị mua lung tung này, chị thì bảo là ha tôi dùng sản phẩm đó nhưng thật ra cái sản phẩm đó nó có phải là từ cái đại lý hay là nhà phân phối của công ty chính hãng này hay không, hay là họ tự gia công hay là họ tự làm những cái sản phẩm ba ke họ bán cho mấy chị đúng không, nên lưu ý đầu tiên là lưu ý cái đã. Rồi tiếp theo nha, về mắt đỏ gì đậu à ho chứ đỏ cái mặt em nó đỏ, em ho nó đỏ luôn đó con mắt. Rồi bây giờ quay lại chị em mà nói, quay lại tim tim màn hình cho em đi, tim đi đừng để nó ngớt like xuống tại em buồn em không chia sẻ nữa đó. Ờ, Em ho, hay em rồi. cố gắng em ho, em cố gắng em nói luôn mấy chị biết rồi nào á, em bị viêm thanh quản luôn á, ghét ghê luôn á. Rồi bây giờ nếu nha, để thăm chị em mình nói đâu, đối với những chị em nào mình thích tái tạo để loại bỏ những cái lớp sừng già nua trên bề mặt da, thật ra cái lớp sừng á thì nó là trong những cái lớp mà bảo vệ của làn da của mình, nó có những cái tế bào sừng, tế bào sinh học nè, vật lý nè,
đó. Nên khi mà mình muốn loại bỏ là mình phải biết cái độ dày của tế bào da đó, mình cần phải lấy như thế nào để nó phù hợp và từng cái giai đoạn để cho làn da của mình nó thích nghi được cái môi trường bên ngoài nữa đó. Bây giờ để làm sao mấy chị nhiều khi tái tạo mà mấy chị muốn dùng mà lại sợ nó sưng nó đỏ nó khó chịu quá đúng không? Vậy em chỉ cho mấy chị đây cách để mấy chị biết tại nhà để an toàn mình biết được sản phẩm đó. Đầu tiên thì mấy chị nhớ làm sạch giùm em bằng cái bột nha, nhưng mà hiện tại em đang ghim cái bột này nên em phải nói cái này, làm sạch bằng cái bột trước. Sau đó đây, cái chai tái tạo màu xanh này thì nó sẽ có cái nồng độ là không quá 2%, nhưng khi mình thoa mỗi ngày nó sẽ chồng, nó sẽ chồng, sẽ chồng và nó ngấm vào da, được chưa? Thì nó sẽ bong da và nó sẽ kèm với sưng. Em nói chú nghe, nó kèm với sưng. Sưng nó để phá hủy liên kết của tế bào sừng trên cùng để giúp quá trình tái tạo là nó bong da ra. Thì bây giờ chị em mình không thích sưng, chị em hãy đổ cái phần nước này giúp cho em, không phải là đổ bỏ đâu, mà chị em mình sẽ đổ vào một cái chai cho em. Đây, hồi sáng em làm video thì em đã đổ ra đây rồi nè. Đó. Phần nước này ha. Phần bên dưới sẽ là cái phần tinh chất bột. Bột này là nó sẽ được xay nhuyễn từ cái gì? Xăm tươi nè, linh chi, cam thảo, hoa anh đào và những cái dược liệu giúp cho nuôi dưỡng cho da của mình. Rồi, mình sẽ lấy phần bột này. Cái phần bột này nó sẽ giúp làm sáng da, giúp bảo vệ da của mình trước những tia UV. À, mình không có sợ về vấn đề bắt nắng. Rồi, chị em mình lấy cái phần nước của các em serum thảo dược cao cấp không sưng này. Trong đây nó có cả thành phần B5, nó sẽ giúp phục hồi tế bào da nè. Rồi có những cái tính chất nuôi dưỡng da, mình sẽ hòa quyện vào đây bằng hai cái sản phẩm thảo dược như thế này. Được chưa? Đó, mấy chị thấy an toàn không? An toàn là ở chỗ nào? An toàn là mình biết điều hai cái sản phẩm này là dạng tổng thể nó là một cái phân tử nước nè, nó có nồng độ nè, nó có thành phần tương ứng với nhau nè. Đó, gõ nguồn gốc là hai sản phẩm mình đều tự mình pha chế, tỷ lệ nó phù hợp, đúng chưa? Nó mới gọi là sản phẩm chuẩn y khoa. Rồi, tiếp theo, mấy chị hòa quyện lại giúp em thành một cái hỗn hợp, sau đó mấy chị lắc đều. Mấy chị cứ thoa một ngày 2 đến 3 lần cho em đi. Rửa mặt bằng bột ngày một lần. Rồi trong vòng vài hôm, 5 7 hôm gì đó nó bong nhẹ 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 nhẹ, nhẹ như cám. Da mình bong tới đâu nó sáng tới đó. Rồi chị em mình muốn kết hợp thêm cái kem BX thì kết hợp giúp cho em sau quá trình mà nó bong 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 đó, rồi mình thoa thêm lớp kem nữa, ok, giúp da của mấy chị đẹp luôn. Đó, rất là dễ. Được chưa mấy chị? Còn bây giờ nếu như làn da nào mà dày khỏe một tí nữa thì đầu tiên mình dùng cái nước này cho em, được chưa? Xong rồi bắt đầu da có bắt biểu hiện căng 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 rồi đúng không? Dùng hai cái phương thức giống nãy em chia sẻ. Bôi lên là nó không có sừng, nó không có sừng. Rồi, đó là cách em chia sẻ cho chị em mình cách miết nha. Còn giờ tiếp theo nè, có chị em nào sử dụng tái tạo muốn nhanh bong, áp dụng cho làn da dầu nhờn nhiều, có mụn, dày sừng, da khó bong, muốn chỉ sử dụng tái tạo mà không muốn peel, không muốn peel, không muốn lăn kim, không muốn tác động từ ngay lúc đầu, chỉ dùng tái tạo và bột rửa mặt, muốn nhanh bong và da mình khỏe thì comment phía dưới em sẽ chia sẻ cho mình cái cách này luôn. Naomi Phượng Hoàng, em chào Bót Trăng. Chào em nha. Chào chào Naomi Phượng Hoàng gì ấy. Trời ơi, ho thấy cái mặt nó đỏ luôn á. Đây, vừa ghim cái bộ ba này nha. Chị ơi, peel mà bong non có bị tăng sắc tố không ạ? Có, nếu như em sử dụng sản phẩm và cái liệu trình em đang dùng, nếu như nó không đáp ứng đủ và không đúng, nó vẫn tăng sắc tố bình thường. Vẫn bình thường nha. Đó. Rồi bây giờ em sẽ nói về cái combo ba sản phẩm này. À, ở đây thì em sẽ không cho chị em peel nữa. Có nhiều chị em peel nhiều khi nó sao ta? Peel nếu như chị em sử dụng đúng á, theo em hướng dẫn á thì ok không sao. Còn nhiều khi có mấy chị mà mua online á, nhiều khi mấy chị không có được hỗ trợ tư vấn kỹ á, thì nhiều khi mình sợ về vấn đề peel peel rồi nó tăng sắc tố nó bị này kia đúng không? Rồi bây giờ em hướng dẫn cho mọi người sử dụng chỉ cần hai cái sản phẩm này thôi. Đây, chị em bơi hết vào đây, chị em nào mà da đã xài tái tạo, da của mình lão hóa, dày, sừng, lưu ý giúp em nha, da dày sừng, lỗ chân lông to, nhiều nhờn, mụn, khó hấp thụ sản phẩm, chai lì không bong thì vào đây với em. Em hướng dẫn luôn. Đầu tiên chị em mình hãy làm sạch bằng cái bột rửa mặt này chị em ơi. Em nói rồi, làm gì làm phải làm sạch da trước cho em cái đã đi. Cái em bột này nó sẽ góp phần một phần vào trong quá trình tái tạo như thế nào, nó sẽ làm sạch sâu nè, rồi á, những cái cặn bã dầu thừa ở lỗ chân lông của mình á đó. Đó, thứ nhất. Thứ hai nữa, rồi bây giờ cái chai tái tạo này mình dùng hàng ngày hoài, có nhiều chị thì bảo dùng á, sao dùng 5 ngày 7 ngày không thấy da bong không thấy gì hết. Nó không phải thuốc gỗ đâu mấy chị ơi, thuốc gỗ có nồng độ cao thì mấy chị bôi lên thì nó mới bong nhanh, nó mới sưng nhanh, nó đỏ nhanh, còn không đâu, cũng tùy theo làn da nha. Rồi bây giờ áp dụng cho làn da dày khỏe không bong nè. Đây là cái lọ TCA chấm tàn nhang nốt ruồi đúng không? Có nhiều chị lại sợ bill, thôi em không bill đâu, da em mỏng lắm em bill đâu. Rồi bây giờ
Đây là mình chỉ áp dụng cho da khỏe, da dày, da khó bong nha, chứ không áp dụng cho da mỏng, da yếu. Lúc nãy mình vừa làm cái combo kia rồi. Hãy lấy cái này, cho một lọ vào trong đây cho em. Mở nắp vào, bỏ vào đây luôn cho em. Bỏ vào đây luôn. Lắc đều. Thấy thích thú chưa mọi người ơi? Lắc đều. Mọi người phải lưu ý tại sao em pha cái này vào đây. Thứ nhất, đây không phải là cái sản phẩm dạng mỹ phẩm có tính chất dạng kết cấu, dạng tinh dầu, hoặc là nó có một cái dạng nén hoặc là cái dạng dầu nha mọi người. Đây là phân tử dạng nước TCA, nó là hòa quyện cùng với phân tử nước được. Nên em mới cho mọi người sử dụng và nồng độ kiểm soát được, khi kết hợp với cái này nó giảm nồng độ xuống thì mới sử dụng được. Còn nếu như mà mọi người hỏi em là lấy cái này pha với kem là no, em không có cho khách hàng bôi như vậy nha. Dùng cái này pha vào đây cho em, đổ hết vào đây cho em, lắc đều lên. Đổ ra nắp chai, đổ ra nắp chai luôn. Rửa mặt sạch, lấy băng tăm thoa đều, chỉ cần sao hai lớp mỏng cho em thôi, không cần phải thoa nhiều lớp luôn, tiết kiệm được cái chi phí sản phẩm. Thứ hai, rút ngắn quá trình bong da. Rồi nhớ nha, xài chai đầu tiên thôi, chai thứ hai thì nhớ là không miết nha, không có miết cái này vào, chỉ dùng một mình em này thôi để đảm bảo cho da của mình nó khỏe trở lại. Ok, được chưa mấy chị? Đó, cách thức rất là gọn, rất là gọn luôn, chị em mua online rất là dễ luôn, bôi đi. Nhưng mà Mà có nghĩ em để trả lời một số câu hỏi này ra. Em dùng bộ chị đang bán. Cái bộ này em đang dùng mà nó bị bong ra, nó đỏ, nó bị tăng sắc tố đúng không? Rồi em gái chị nói nha nè, em dùng bong ra được mấy ngày rồi. Ví dụ như bong ra mà giai đoạn nó còn đỏ, nó ví dụ như tầm 10 ngày đi ha, thì em sẽ lấy cái phần bột ở dưới đáy chai để lại em đắp vào cho chị. Rồi sau cái ngày đó em sẽ dùng thêm cho chị nè. Chị nói nè, cao lạnh nè. Đâu rồi? Đâu rồi? Ok rồi. Mỹ diện. Định không muốn trả lời. Nhưng mà thật sự có nhiều chị em đang thắc mắc phân vân, em sẵn em trả lời luôn. Em không có ngại một cái comment nào của bất cứ một chị em nào ở trên live này hết, thật sự luôn. Chị ơi cho em gì? Em ơi, quên nói chị ơi. Sorry sorry, chắc chị lớn hơn em. Em ơi sao chị thấy có trang TikTok bán sản phẩm vô đi. Tao mất tiêu rồi. Phẩm vô đi, Phương Anh giá rẻ hơn bên em 100k luôn em. Đó là hàng giả phải không em? Có cách nào để phân biệt mỹ phẩm thật hay giả không em? Rồi ok nha. Thì em nói với mấy chị nghe thế này nè. Đầu tiên á, về cái sản phẩm mà chị hỏi em á, là họ bán rẻ như vậy có hàng thật hay hàng giả hay không? Em không phải là cái người sở hữu được cái sản phẩm đó trên tay, thì không thể nào em khẳng định được là người ta bán hàng thật hàng giả. Điều đầu tiên, nếu như mình nói sai thì mình sẽ mang một cái tội, đúng không? Nên mình không khẳng định được điều đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sản phẩm công ty nó sẽ có giá niêm yết của công ty. Nếu như chị em mua số lượng nhiều thì nó sẽ có giá mềm hơn cho chị em mình dùng, được chưa? Và còn một cái điều nữa, hiện tại trên thị trường nó sẽ có rất là nhiều hàng pa ke, ở đây là hàng kém chất lượng. Nó vẫn là cái sản phẩm của công ty nhưng đem về nó có thể là phân tách hoặc là nó chung chiết rớt, làm giảm cái nọc và cái tính chất gọi là chất lượng của sản phẩm xuống đó. Thì cái điều đó thì nói chung là khách hàng nào mua phải thì nói chung đều đáng rất là tiếc, để ảnh hưởng tới một cái làn da của mình, trong khi mình tiết kiệm 100-200 ngàn đó, nhưng đánh đổi lại một cái liệu trình đó mình không nhận được một cái giá trị hay một cái kết quả nào từ cái người bán đó, đúng không? Thì mấy chị nghĩ thử, mấy chị có đánh đổi được hay không? Em suy nghĩ là chắc mấy chị là người thông thái, chứ mấy chị không thể nào bỏ ra với cái giá như vậy. Còn về vấn đề mà chị hỏi là giá họ bán rẻ như vậy hơn em, thì điều đó là cái đó là tùy họ thôi, không thể nào nó được. Giống như bây giờ, giống như mày chị đi, ví dụ như mày chị đi mua một ký ổi đi, ví dụ như một cái chị đó bán ở một cái sạp bình thường à, thì họ bán với giá 15 ngàn, nhưng khi chị vào Bách Hóa Xanh thì chị mua với giá 20 ngàn, đúng không? Đó, bây giờ chị ăn hai cái sản phẩm, ăn hai cái chế đó, nó sẽ chất lượng khác nhau hoàn toàn. Em nói thật luôn, tại sao em lại thích mua đồ trong những cái có thương hiệu như vậy? Vì cái nơi đó người ta trồng nó sẽ có đảm bảo được cái gì? Cái gốc rễ của cái sản phẩm, cái trái cây đó, là những cái sản phẩm đó nó có nguồn gốc và người ta có nơi trồng, mà người ta biết là sản phẩm đó như thế nào, người ta mới đăng để lên trên cái thương hiệu người ta bán, để chất lượng đó là như vậy. Còn bây giờ một cái trái ổi nằm ở ngoài thì người ta, nhiều khi người ta trồng ở đâu, có thuốc hay không, thế nào cũng không biết được, nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Đó là cái điều thứ nhất là em muốn chia sẻ. Tùy. Còn về vấn đề giá thì đó, em nói luôn, thì người ta thích bán 15 ngàn, ta bán 15 ngàn. Giờ ví dụ như tôi có tiền, tôi nhập sản phẩm nó về nhiều, tôi muốn bán giá 10 ngàn, hay tôi muốn bán giá 100 ngàn, tôi bán giá 200 ngàn cũng được, đúng không? Thì điều đó mình không thể nào. Nhưng mà công ty sản phẩm, công ty chính hãng của bên em, tại em là giám đốc của cái sản phẩm này, là giám đốc ở đây, là giám đốc khu vực ở cái sản phẩm này, thì em phải đảm bảo được chất lượng của sản phẩm đến tay khách hàng. Cái thứ hai nữa là phải đảm bảo được cái gì? Giá đúng niêm yết của công ty đưa ra. Và phải
đảm bảo được cái gì? Cái tính chất đó là cái liệu trình khi khách hàng sử dụng lên bề mặt da mà phải nhận được cái kết quả nó mới là quan trọng, chứ không phải nằm ở cái giá đó. Cái này là em nói thật, cái này là em chia sẻ thật sự. Tại sao có một người khi người ta bán với cái giá rẻ rồi, hôm nay người ta bán cho chị đó, nhưng ngày mai chị không tìm đến họ nữa, hoặc là có thể họ chị nhắn tin với họ họ cũng không trả lời, hoặc người ta nói là người ta nhiều khách quá, như thế này thế nào thế kia đó, là nó nằm ở cái tính chất là mình, cái giá trị mình nhận được đó chị. Rồi cái này là em chia sẻ ha, cái này là tùy, nhưng chị hỏi em thì em cũng nói luôn đó, có nhiều rất là nhiều trang chứ không riêng gì em. Nhưng mà muốn sở hữu được những cái quy trình điều trị nám chuẩn hay là những cái tình trạng về da thì nếu như chị đã quan tâm vào cái trang của em, đã comment rồi đúng không, thì nhớ là đừng có vội lướt, mà hãy vào trong những cái trang của em xem những video, và có thể là sở hữu thử một sản phẩm của bên em xem sao em có thể hỗ trợ được cho chị nhiều thứ hay không nha. Chia sẻ rất tuyệt vời lắm bớt à, cảm ơn Naomi Phượng Hoàng nha. Còn về cách để phân biệt hàng thật hàng giả thì hiện tại em cũng chia sẻ cho chị em mình luôn. Nói chung là hiện tại công ty có mở ra một cái chương trình ưu đãi và tri ân cho khách hàng trên toàn quốc và cả thế giới luôn, nói chung là nhiều nước. Thì tất cả các quý khách hàng nào mà đã đồng hành cùng sản phẩm của Yody thì khi sở hữu những cái sản phẩm trên tay của mình là hàng chính hãng, sẽ có rồi có như thế nào, tem mác check in có những cái mã vạch như thế này và cái mã điện tử như thế này để mình sẽ quét nha. Rồi tri ân đối với khách hàng và công ty được nói chung là ra thị trường cũng đã 10 năm đứng vững trên thị trường rồi, với một những cái dòng sản phẩm có chất lượng thì công ty mới có thể là thương hiệu lâu năm như thế này. Và trong cái dịp đến đây á, thì công ty đã ra một cái chương trình để tri ân khách hàng á mọi người, nó sẽ là khi khách hàng mua 10 sản phẩm, khi khách hàng mua 10 sản phẩm sở hữu trên tay của mình như thế này, được chưa, có cái những cái mã như thế này thì mình sẽ dùng cái app camera, mình cùng camera luôn vẫn được nha, camera điện thoại của mình á, mình sẽ đưa vào, mình sẽ quét giúp em và sẽ hiện lên một cái thông tin, tại vì hôm mấy hôm nay em thăng tiến em chưa làm video đó nên sẽ làm cho mọi người ha. Quét vào đó, sau đó mình sẽ lấy thông tin, mình sẽ điền vào và mua những cái nơi nào và điền cái số điện thoại của người bán đó, để công ty sẽ hỗ trợ cho mình đúng 10 sản phẩm, chị em mình sẽ được sở hữu ngay chị một cái tế bào gốc lúc nãy em nói đó, là sản phẩm mới siêu phục hồi dành cho tất cả quý khách hàng nào đã đồng hành cùng sản phẩm, được chưa, nhận ngay một cái tế bào gốc trị giá 1 triệu đồng, đó là công ty tặng cho trực tiếp cho chị em mình, và sẽ sở hữu được một cái mã số quay bốc thăm trúng thưởng và được diễn ra trên trang chính của công ty mỹ phẩm Yody Phương Anh à, và được chủ tịch tập đoàn Bốc Phương Anh sẽ là người công bố cái giải thưởng đó cho tất cả các chị em mình trên trang, và có từng theo quý 3 tháng và cái quý đầu này sẽ là 2 tháng, em sẽ nói chung sẽ cập nhật cho chị em mình ha. Rồi thì cái chương trình đó là sẽ trao tặng luôn trực tiếp theo cái địa chỉ của chị em mình điền vào thông tin đó, được chưa, đó là nên chị em nào mà áp dụng cho khách hàng mua với 10 sản phẩm khác như vậy nha, đó là giá lẻ nha mọi người, chứ không áp dụng cho giá sỉ, cái này là lưu ý một điều nữa đó, nên chị em mua hàng chính hãng mình sẽ an tâm rất là nhiều cái ưu đãi và mình an tâm nữa, được chưa hả. Cái gì nhờ nhờ anh, em xài không hết chai mà bong quá, em ngưng được không chị, em bill một lần rồi à, cái gì nhờ anh cái gì đó, có cái hình con gâu 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 á. Em xài mà chưa hết một chai mà da em bong nhiều đúng không? Chúc mừng em, chúc mừng, ở đây là da em thẩm thấu được tốt, nhưng đổi lại là da em bong nhiều như vậy cũng không phải là tốt. Ở đây nếu như bong nhiều quá thì em phải giảm giảm lần bôi xuống, nhưng mà em không được ngưng, em nên hỗ trợ thêm sản phẩm phục hồi vào nha. Có người ta dùng 2-3 chai của em tốn không tới 1 chai nữa, là chúc mừng em đó. Rồi nhưng mà đổi lại nha, không phải bong nhiều là hoàn toàn là có thể tốt 100% đâu, nhưng em nhớ là hỗ trợ thêm sản phẩm phục hồi giúp cho chị, vì mình tái tạo mình phải nghĩ như thế này. Phương thức tái tạo là giúp loại bỏ những lớp tế bào cằn cỗi thô ráp cần phải loại bỏ, được chưa, để giúp tế bào mới tăng sinh, còn cái sản phẩm dưỡng phục hồi là cần phải đáp ứng, được chưa mọi người, đó là mình phải hiểu nôm na như vậy. Rồi sản phẩm phục hồi nó gồm có cao lạnh tái sinh nè, tinh chất phục hồi cấu trúc nè, serum phục hồi nè, kem ba nè, rồi được chưa, da nhờn thì tinh chất tái cấu trúc, còn da nào nám chân sâu thì sử dụng thêm cái em retinol, đó là có trong thành phần của sản phẩm tinh chất bật gốc nám và tàn nhang, ok chưa mọi người đó, nên mình sẽ hỗ trợ thêm giúp cho chị những cái sản phẩm mà chị vừa nêu trên. Còn nếu kỹ hơn thì em có thể ghép tin nhắn cho chị để chị hỗ trợ cho em. Và tái tạo thì em có thể bôi 2 ngày 1 lần, nếu như da em bong nhiều quá thì em bôi 2 ngày 1 lần cũng vẫn được, và duy trì ít nhất từ 28 đến 35 ngày, da em mỏng thì em bôi 28 ngày cho chị, đừng ngưng nữa chừng trong giai đoạn này, dù em có bôi một cái sản phẩm phục hồi nào siêu đỉnh đi nữa thì cũng không nên nha. Cái này là chị chia sẻ luôn để cho em nắm rõ, em không được ngưng trong giai đoạn, đừng nghĩ là bong nhiều quá rồi em ngưng hoàn toàn không được nha, nhưng mình có thể giảm và mình đưa phục hồi vào, ok chị em nha. Thi Thi Tiêu bảo là
serum và kem đêm còn ban ngày xài gì được chị? Xài serum và kem đêm ban ngày xài gì được chị? Ban ngày thì xài kem 3X với chống nắng, kem 3X và chống nắng này nè. Đấy, tùy theo da của mình, ví dụ da nhuận, da yếu thì mình xài cái chống nắng này. Lộn, đây chống nắng đây, chị lộn, chống nắng nè, kem 3X. Còn nếu như da của mình khỏe hơn xíu thì mình xài có thể chống nắng cao cấp loại đây SPF 50 cộng, xài loại này. Nó này thì kết cấu nó đặc hơn, nhưng mà em này thì nó sẽ giúp da của mình không bị bít, dạng bị bít tắc lỗ chân lông, mình xài loại này đó. Còn em nào thích kết cấu đậm đặc, che lớp điểm tốt hơn thì mình xài cái loại em này, nhưng em nào nó cũng nâng tông cho mình hết ha, em nào cũng nâng tông rất là ok. Rồi cái này là tùy mình lựa chọn, mình xài một lớp kem 3X bảo vệ da trước, rồi mình xài một lớp kem chống nắng, đó là mình chăm sóc da chuyên sâu đó. Rồi bảo là em mới bông mà em thấy đỏ chấm đen, nó bông ra nó đỏ. Mới bông mà em thấy đỏ chấm đen, nó bông ra nó đỏ. Ý là cái nốt đen của em chấm nó bông ra nó đỏ đúng không? Thì cái đó bình thường, em lấy một cái tạm đắp vào đi, thì cái lớp da non đó thì chắc chắn nó đỏ thì nó sẽ chuyển sang hơi sạm, thì lúc này em sẽ xài thêm cái sản phẩm đó chị nói đó. Ít nhất là phải có cái loại kem này nè để nó cân bằng màu da cho em, vì cái gốc sắc tố nó không thể nào mà nó nằm chỉ đơn thuần ở trên bề mặt da đâu, mà nó nằm lơ lửng, có thể là tùy tùy theo cái mức độ thời gian của sắc tố đó nữa. Bùi đăng xăm bảo giá như nào ạ? Bùi đăng xăm không biết là mình đang tham khảo về sản phẩm nào đây, mình comment kỹ đây bên mình chia sẻ cho cái giá nha. Thời gian có thể diễn biến nó sẽ Chị có kem thể BX bao nhiêu vậy? Kem BX là 380k, 380k nha. Rồi bây giờ là chị lúc nãy hình như đang ghim cái bộ ba này đúng không? Cái bộ ba này hình như là khách hỏi là giá bao nhiêu là bộ này hả? À đúng rồi, cái bộ ba sản phẩm này là 870k. Ba sản phẩm này 870k. Mấy chị em dùng cái công thức này cho em đi, trong vòng vài ngày là da mình bông mà. Da dày, khỏe, lì, rồi nó có mụn, có nhờn nhiều cỡ nào nó cũng bông hết. Cỡ nào nó cũng bông hết, nhưng mà mình không có lo về vấn đề bị tăng sắc tố nữa. Không có cần phải peel gồm gà luôn cho em, mà hãy sử dụng trực tiếp như em hướng dẫn vừa nãy. Cho một lọ này vào trong cái lọ tái tạo này, bỏ vào đây, sau đó lắc đều, đổ ra nắp chai, lấy băng tăm quét đều lên bề mặt da, sử dụng một ngày khoảng 2 lần và quét một lần khoảng 2 lớp mỏng thôi, không cần phải quá dày, không cần phải quá dày ha. Rồi tiếp theo xài hết chai này, nếu như đủ liệu trình rồi thì ok, chưa đủ thì nhớ lấy thêm một chai nữa. Một chai nữa thì không cần phải pha, một chai nữa là không cần phải pha nha, chỉ dùng một em này thôi. Còn bột thì một ngày rửa ít nhất 1 lần, và da nào mà khi bắt đầu có biểu hiện bong thì 2 ngày rửa 1 lần thôi cũng được là ok rồi. Rồi cái bộ có 870k mà nó giúp cho làn da của mình cải thiện một cái cách ngoạn mục luôn. Ngoạn mục ở đây là như thế nào? Không phải là em đang bro sản phẩm quá hay là em đang tăng bắp sản phẩm nha. Nó ở đây là nó giúp như thế nào? Thứ nhất là những anh chị nào có mụn lâu năm nè, mụn viêm nè, mụn to nè. À, rồi da của mình nó sần sùi, nó thô ráp, nhiều khi mình làm công việc trong môi trường tiếp xúc hóa chất bụi bẩn nè, da của mình nó dày sừng nè. Nó cản trở cái sự gì tăng sinh biểu bì nè, làm da của mình nó sao, nó dầu nhờn, nó cộng hưởng nữa thì sao, trời ơi, nó nổi lên mụn, người da nó sần, nó sùi, rồi nó xấu nữa đúng không. Mình sử dụng cái này nó sẽ giúp đẩy những cái tế bào chết đó nè, rồi giúp da của mình nó được láng mịn hơn nè, mình cũng tự tin hơn, nó trẻ hóa ra rất là nhiều nữa. Thật sự khách hàng của bên mình khi tái tạo rồi, em đảm bảo với mấy chị á, so lại cái hình cũ đi, nếu như mà không ai mà trẻ hơn từ 2 đến 3 tuổi là em không, em mắc lập liền, em nói thật luôn, không ai mà không trẻ. Vì lý do tại sao trẻ, thứ nhất nó giảm được tình trạng nhăn nè, thứ hai nữa là da của mấy chị sáng lên đúng không, thì nhìn nó phải trẻ hơn nhiều rồi. Rồi cái cơ của mình nó khi mà nó da nó nhăn, nó chỉ sệ, nó trùng thuốc, thì nhìn cái gương mặt của mình thì nó sao, nó nhìn nó già già. Thì bây giờ mình xài lên cái là da mình nó căng ra như thế này đúng không, giống như mấy chị đi tiêm filler vậy đó. Kem bay đi chị. Chị ghim kem bay cho em hả? Kem 3X em tính ho quá, tính lên like cho nửa tiếng tiếng à, nhưng mà lỡ rồi, cho nó đủ thời gian với anh tấp tấp để lấy những cái voucher cho mấy chị luôn chứ không làm gì chân á. Rồi kem 3X ghim luôn ha, ngon mình ok. Chị bông xong bôi gì được ạ? À, bông xong bôi gì được ạ? À, hả thì Uyên ơi, bông xong bôi cái gì? Là bông xong là bông đang trong quá trình tái tạo, hay là bông xong là mình kết thúc liệu trình? Nó sẽ có 2 giai đoạn, mình sẽ hỏi kỹ hơn một xíu để bên mình chia sẻ ha. Kem 3X đó thì mình bôi trong quá trình tái tạo được nè, và sau khi tái tạo được. Nhưng mà một lưu ý nha, da đang bị mụn viêm tuyệt đối không sử dụng bất cứ một cái mỹ phẩm nào bôi thoa kem dưỡng này lên bề mặt da đang trong trạng thái mụn viêm. Thật sự đừng bao giờ bôi, tại vì tính chất của kem thì mọi người cũng hiểu rồi, nó sẽ có chất nhũ hóa nè, rồi chắc làm đặc nè, rồi chắc axit amin nè, rồi axit béo nè,
rồi có những cái thành phần giúp cho da của mình nó căng bóng nè, rồi những cái thành phần cấp ẩm nè đó. Nên cái quá trình mà da đang bị mụn viêm là nó đang ở cái quá trình gì? Thứ nhất tăng tiết bã nhờn, thứ hai là mụn nó đang viêm, nó lây lan, mà mình đưa cái mỹ phẩm vào thì có phải là mình đang nuôi dưỡng thêm cái con vi khuẩn đó thêm nữa, đúng không? Nên không, mọi người phải lưu ý nha, là mình tuyệt đối không sử dụng kem trong thời điểm này. Còn nếu như mà em bị nám, bị da khô, da khô mà ví dụ như nó chỉ da mình thuộc tiết da khô bị nám đi, mà nó có một hai con mụn thôi, thì mình bôi cái kem né cái nốt mụn nó ra là ok. Cái mụn đó, nó cũng có nhiều cái trạng thái mụn, mụn không viêm, mụn viêm, mụn đỏ, mụn đầu đen, mụn dương cám, nó có nhiều loại mụn. Quan trọng là mình phải biết được cái mụn của mình là nó do tiếp xúc môi trường, cách chăm sóc da, hay là mụn do nội tiết đó. Mình biết được cái gốc đó thì mình điều trị nó cũng sẽ nhanh hơn. Có một số bạn bị mụn nội tiết á, mọi người biết không, nhiều khi mụn nội tiết thì nhiều khi mấy chị em mình không có biết, cứ thấy mụn là cứ nói là mụn thôi, chứ chả biết là mụn nội tiết hay là do bên ngoài mình chăm sóc nữa. Cái khi dùng tái tạo á, kiểu như cải thiện chậm hơn á, thì mấy chị lại nôn nóng. Em nói nè, nó phải được sự kết hợp và với cái gốc của mình, tiềm ẩn của mình á, là mình phải ngủ bớt chết lại, bớt thức khuya lại, uống nhiều nước, hạn chế ăn dầu mỡ, đường, sữa, được chưa? Hạn chế ở đây hạn chế, chứ không phải là em nói là kiêng mình ăn, không cho mình ăn luôn. Có nhiều bạn bảo chị ơi em tập thể dục em phải ăn cái món đó, bây giờ em không ăn sao được. Không phải, ở đây là không phải là kiêng hoàn toàn. Nếu như kiêng được trong cái giai đoạn điều trị thì nó càng tốt, còn nếu như kiêng không được thì mình gì, hạn chế giảm xuống. Ví dụ như mỗi ngày mình uống trà sữa đúng không, thì bây giờ một tuần uống một lần thôi, được chưa? Đó, rồi mình thức khuya, bây giờ mình 12 giờ, giờ sụt lại 10 giờ thôi. Đó, đó là mình tự cứu bản thân những cái nội tạng của mình luôn, chứ không nghiêng gì da mặt không. Đó, nó giúp quá trình của mình điều trị nó cũng sẽ nhanh hơn nữa. Kem 3X đó sức đêm với sức ngày luôn được không chị? Nếu nếu như da em khô, nám, tàn nhang, em có thể sử dụng cả ngày cả đêm. Còn đối với da mụn mà da dầu nhờn nhiều thì mình vẫn có thể sử dụng được ban đêm, nhưng mà ban ngày phải làm sạch cho kỹ. Còn nếu không thì ban đêm thì mình sẽ sử dụng kem đêm, được chưa? Ok. Chị đang phân vân không biết kem em của chị gửi về có đúng hàng chính hãng hay không. Dạ bây giờ trước tiên thì nói chung là em không có làm kích động khách hàng mua sản phẩm nơi khác. Ở đây là em chia sẻ trên tinh thần để chị em mình hiểu và có thể ấy thôi. Nhưng mà mình đã lỡ đặt một cái sản phẩm ở nơi nào đó, bản thân của em cũng vậy, khách hàng mà đã đặt sản phẩm ở đâu rồi thì mình nên hỗ trợ nhận sản phẩm cho người ta đi. Còn tiếp theo, nhận một lần rồi, nếu như sản phẩm chính hãng thì mình có thể tiếp tục ủng hộ người ta. Còn nếu như sản phẩm không chính hãng thì lần sau mình không ủng hộ nữa. Điều đó là nói chung là cũng là một cái phần ấy. Chứ bây giờ nếu nhiều khi mình đặt mà mình phân vân đúng không, mà mình nghĩ trời ơi giờ nghe con nhỏ đó nó nói thôi, để bây giờ chắc tôi hồi lại quá tôi không nhận á. Thật sự em không có bao giờ muốn làm như vậy đâu mấy chị, mà của em cũng không bao giờ khuyến khích mấy chị làm không đặt hàng chỗ khác mà mua hàng của em, hoặc là không làm cho mấy chị hoang mang, không đâu, không đâu nha. Mấy chị lỡ đặt thì mấy chị cứ đặt đi, mấy chị cứ mua đi, rồi như cảm thấy hài lòng ở chỗ nào thì mình cứ ủng hộ người đó thôi. Cái này là em nói kể cả mấy chị làm liệu trình cũng vậy, trước khi mấy chị đến bên em cũng nói luôn với khách hàng luôn, chị điều trị ở đâu rồi đúng không, chị có tuân thủ theo bên bển chưa. Nếu như có người ta có hỗ trợ chị thì chị có thể quay lại hỏi, nếu trường hợp ví dụ người ta không đáp ứng được cho chị, hoặc là liệu trình của chị cảm thấy không hài lòng, thì bên em vẫn sẵn sàng hỗ trợ cho chị. Còn nếu như mà tự nhiên mà bảo là nhiều 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 khi có nhiều bạn á, cũng thông cảm cho Nguyễn Trân, vì lượng khách Nguyễn Trân không phải là đơn thuần chỉ một hai người khách mà chăm sóc đơn giản đâu, mà là hàng nghìn khách hàng. Nhưng khi nhiều khi bên mình là đa nền tảng, nhiều khi nhắn tin lại cho bên mình á, không nói là à, em mua sản phẩm của chị ở trang nào, hoặc là ừ, chị ơi em dùng như thế này thế nọ thế kia, nó đầy đủ thông tin thì mình sẽ biết. Nhiều khi tự nhiên cái nhắn ngang hỏi ngang không thì mình tất nhiên là mình phải hỏi khách hàng những cái câu đó rồi. Thì có nhiều khách hàng thì thông cảm mình không nói, nhưng có nhiều khách hàng lại bức xúc cứ quay lại nói với mình là mua sản phẩm bên chị mà chị hỏi nhiều quá, như thế này thế kia, làm một hơi luôn mình chả biết chuyện gì hết thật sự luôn đó. Mình không biết là mình đang làm sai cái gì, thì mong các chị em mình thông cảm và có thể là hỗ trợ cho những cái lần sau của mình có thể là tư vấn tốt hơn nha. Chị nhận rồi mà chị không biết cách nhận biết hàng chính hãng, lúc nãy em có nói với chị sản phẩm nó sẽ có tem, đầu tiên tem chống hàng giả như thế này, nó có cái tem này để tem quét thông tin điện tử nó nè. Thứ hai nữa là trong sản phẩm nó sẽ có bóc ra, nó sẽ có những cái mã số ở trong cái chai á. Chị bông xanh bị nám và mụn bôi được à? Chị ơi bị nám và mụn á thì chị bôi được nha, nhưng mà chị né ra cái nốt mụn thôi, chị né cái nốt mụn nó ra, chị bôi vẫn bình thường, đừng bôi vào nốt mụn nó là được. Body bông đi chị. Rồi ok.
rồi lên cái body bông này nữa. Chị em nào có câu hỏi thì cứ comment luôn nhanh nha, để em xuống like, để em ho quá em không nói được chuyện luôn á. Body bông. Ok. Ừ, cảm ơn em nhé. Dạ không có gì đâu chị ơi. Nói chung là bên em tư vấn, nếu cảm thấy khách hàng vui và hài lòng với dòng sản phẩm này là em cảm thấy nói chung là cũng cảm ơn tất cả các khách hàng đã chia sẻ những cái nhiều khi có những cái câu hỏi hoặc là những cái comment của tất cả các quý khách hàng như vậy thì cũng là một cái động lực để góp phần cho em Trang cố gắng bản thân mình hơn mỗi ngày. Nhiều khi có nhiều khi không phải là nhiều chị em bán hàng sai sót mà cả bản thân em Trang cũng là có phần nhiều khi cũng sai sót ở trong đó nữa, chứ không riêng gì ai hết. Nên mình không phải là gọi là hoàn hảo hết, cái gì nó cũng phải có sự thiếu sót trong đó. Nên nếu như chị em nào mình hiểu được với nhau thì sẽ có những cái tích cực thôi, không có gì hết nha. Rồi bây giờ em sẽ em sẽ lên cái body bông này nha, đó theo yêu cầu của Nguyễn Ngọc Thùy. Chị lọ tái tạo bao nhiêu vậy? Lọ tái tạo bên em sẽ có một loại màu xanh là 350, lọ cao cấp là 550. Người em ho quá, không biết chị em mình nghe rõ không ấy. Nguyễn Ngọc Thùy hỏi bị viêm nang lông xài body bông được không chị? À, cái viêm nang lông này á, chị thấy là viêm nang lông này nói chung là em hạn chế sử dụng body bông ha. Em có thể, nếu như viêm nang lông mà lâu á, em bị lâu chưa với lại tình trạng nặng không, nếu như nhiều thì em nên dùng cái bột tắm thảo dược của bên chị. Bột tắm thảo dược nha, nó có tính chất giảm viêm, kháng viêm và giúp hỗ trợ cho những cái làn da bị viêm nang lông. Anh cho em xin cái bật đây. Rồi em kết hợp với, nếu như nặng nữa thì em sẽ kết hợp với tái tạo em thoa, được chưa? Đây chị sẽ ghi thế này. Còn về cái body bông này thì chị không khuyến khích em đang bị viêm nang lông em dùng nha. Để chị ghim cái này lên cho em đi. Có ghim này không ta? Hôm nay like có điểm với ho nữa trời. Ủa? Sao nó không có người hả? Không đánh rồi. Nó bị ấy hả? Người sao đây? Thì nói Cái này nó hôm trước nó đây bị là ấy qua rồi trang nha. cá nhân của chị Cái dùng này nếu như em có đọc thì em sẽ tin nhắn giúp chị nha. Đây là cái bột tắm thảo mộc, nó được chiết xuất bằng những cái thành phần thiên nhiên thảo dược cho mình, rất là an toàn cho tình trạng da của mình. Viêm nang lông là nó một cái bệnh lý em, chứ nó không thông thường một cái vấn đề đâu. Nên em sẽ sử dụng cái gì có tính chất về thảo dược, nó an toàn cho cái làn da của mình. Vì cái em body bông này thì nó sẽ có một cái thành phần nghiêng về hóa học, nên sẽ hạn chế cho làn da em đang bị bệnh lý. Cái này là chị tư vấn thật nha. Rồi cái bột tắm trắng thảo mộc này nó sẽ khác hoàn toàn với những cái dòng mà tắm cám gạo trên thị trường mà em biết đến, vì ở đây nó có những cái tính chất như là thứ nhất là dầu dừa nè, bột cam thảo, vitamin, bạch linh và những cái thành phần mà giúp cho em có cái bị viêm vào ba không? không Viêm lên đấy đấy còn viêm nữa. nhưng phải để chứ, để cái này nó đem coi nó ngồi nó cho ra cơi biển luôn bây giờ. Ok đây nha, nếu em ghét thì em mua riêng cái này thì em sẽ ghét riêng cho chị nha. Rồi em sẽ tắm cái này, em chọn cho chị đó là cam tươi, em vấp vào cam tươi cho chị nha. Rồi em làm cái hỗn hợp, một tuần em tắm từ 3 đến 4 lần. Rồi nếu như tình trạng này giảm thiểu thì thôi, còn nếu như mà mức độ nó không giảm thiểu nhiều thì em sẽ kết hợp bôi tái tạo xanh luôn cho chị. Bôi luôn cái tái tạo xanh luôn, em chịu khó hơi khô ngứa một xíu nhưng mà nó bôi luôn cái tái tạo xanh luôn để nó điều trị cho em luôn nha. Đó là điều trị chuyên sâu luôn. Đây cái tái tạo xanh này nè, lúc nãy thì tái tạo thì em biết rồi đúng không? Còn về cái body bông này á, thì thật ra đối với cái vết thương thì mình cũng hạn chế bôi vào đó, nên mình chỉ dùng cho áp dụng cho những cái làn da nào dày khỏe nè, đen chai lì khó bông, khó hấp thụ dưỡng chất thì mình xài cái body bông này, được chưa? Đó, nhưng mà không khuyến khích cho bệnh lý. Bệnh lý là nó sẽ khác nha, liên quan đến sức khỏe, liên quan tới nó nặng hơn là không dùng. Rồi cái này là phục hồi, khi dùng thì mình sẽ kết hợp cả phục hồi đó. Còn về đối với viêm nang lông của em thì em dùng cái tấm thảo mộc này cùng với cam tươi, rồi sau đó em có thể thoa tái tạo vẫn được. Ok nha. Rồi chị sẽ Mai cho qua em bốn 24 là cái gì? kim kim Kem tim hả? Nhìn bảo là kem dưỡng trắng mờ thâm Sukin xài bao lâu hết cô? Là sao? Cái kem tim này á là cái kem tim này nè nha mọi người, sử dụng dành cho những làn da nào mới bắt đầu có tình trạng nám nắng ha. Sắc tố, sắc tố ở đây là nó nghiêng về là thâm sạm, nám nhẹ, nám nắng bên ngoài mặt da và những trường hợp thâm do mụn để lại, thâm do một cái tác động từ bên ngoài nó làm sạm da, được chưa? Và khi sử dụng em này nó có tính chất làm mờ, làm mềm. Khi sử dụng em này là sử dụng chỉ đúng vào ban đêm. Nếu như không tái tạo thì mình có thể sử dụng mỗi đêm, và khi sắc tố nó mờ thì giảm dần xuống.
Và để được kết quả thì sau 1 tuần đến 2 tuần tùy theo cái sắc tố của mình khi bị nữa. Ví dụ như mình mới bị 1 tuần thì nó sẽ nhanh hết, nhưng mà mình bị 1 tháng, 2 tháng hoặc 1 năm, 2 năm gì đó thì nó sẽ sao? Nó sẽ lâu hơn, đúng không? Cái gì cũng vậy, nó gắn chắc rồi nó sẽ lâu hơn. Và kem đêm chỉ sử dụng ban đêm, muốn hiệu quả cao hơn nữa thì có thể kết hợp với serum, serum để nó giúp thẩm thấu tốt hơn. Còn về ban ngày là phải dùng thêm chống nắng hoặc kem dưỡng, lưu ý giúp nha. Còn kem đêm không có đem sử dụng cho ban ngày, nó sẽ bắt nắng. Ok chưa mọi người? Đó. Rồi, kem này dành cho chị em sau khi tái tạo, muốn lấy đi những cái tế bào động còn sót trên bề mặt da, da đang bị khô ráp, da đang bị sần sùi thì sử dụng em này 1 tuần từ 1 đến 2 lần, đảm bảo da của mấy chị sau sẽ căng mướt và lấy lại cái độ căng bóng rất là nhanh. Ok ha. Rồi, Min ơi thì không biết là bạn cần hỗ trợ thêm gì nữa hay không, kem đêm đó. Rồi, còn gì em nào có câu hỏi nào không, em xin apply nha. Em hẹn gì em mình sẽ một like kế tiếp, nhưng mà em không có hứa tại vì em còn phải dành sức quay rất là nhiều cái video nữa mọi người ơi đó. Rồi chẳng biết. Rồi thôi, chắc là chúc tất cả các chị em mình có một buổi tối thật là vui vẻ ấm áp bên gia đình và giấc ngủ ngon nha. Hẹn gặp lại các chị em mình trong cái live tiếp theo, chị em nhớ follow lại nha.